Chương 131, Lăng tỉnh biểu diễn. Cố trảm gặp được qua không ít loại này trước khi chết uy hiếp, đối với loại này sắp chết dãy dùa, cố trảm từ trước đến nay đều là không phóng tại trong lòng, nếu là hắn e ngại uy hiếp, cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này, bất luận đối phương bối cảnh có bao nhiêu, bất luận đối phương uy hiếp có bao nhiêu trầm trọng, cố trảm đều không có mảy may chần chờ, nên giết liền tuyệt đối sẽ giết, hắn cho tới bây giờ đều không tin một cái cừu nhân, Hội bởi vì chính mình tha cho hắn một mạng mà. Liền không tính toán phía trước cừu hận, đại đa số người. Phóng qua một cái địch nhân, sẽ không đổi tới một cái bằng hữu, chỉ hội cho chính mình mang đến vô tận phiền toái. Cho nên, đối mặt với tề thiên du uy hiếp, đối mặt với đắc tội một cái nghe danh thiên hạ kiếm hồn tề bách du, cố trảm như cũ còn là không có do dự, trong tay hoành đao, phản phất sao băng rơi xuống, trực tiếp hướng tề thiên du cổ chém đi qua. Chỉ là, liền tại cái kia một đao sắp rơi xuống sát na, không khí bên trong đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, nương theo một đạo cực kỳ khủng bố uy áp xông tới mà đến, đó là một thanh ngân sắc đoạn thương. Cũng liền chỉ có ba thước trái phải dài, mang theo khủng bố chân khí rung chuyển, hóa thành vài đạo hư ảnh phá không mà đến, trực tiếp hướng cố trảm lòng ngực mà đến. Phần này lực lượng, rất khủng bố, cố trảm không thể không buông tha chém giết tề thiên du động tác, nhanh chóng vung đao hoành tại trước ngực đón đỡ. Âm âm, nương theo một tiếng nổ mạnh, hỏa hoa văn khắp nơi, tràn đầy chân khí càng là bỗng nhiên bạo mở, hóa thành một đạo khủng bố tột cùng khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán ra, trên mặt đất từng khối phiến đá bị tung bay. Cố trảm một tay nắm chui đao, một cái tay khác đẩy ở mũi đao. Đầu thương đập nền tại trên thân đao, cực lớn lực lượng không ngừng đẩy mạnh cố trảm trong tay hoành đao hướng về lòng ngực ngoạc khúc ra nửa vòng tròn biên độ, toàn thân chân khí bạo phát ra đến, thân thể lại ức chế không nổi lùi về sau, liên tục lùi về sau ba bốn bước, tại trên mặt đấy cũng dẫm ra mấy cái dấu chân thật sâu, một đôi ủng da đã xung đột gây ra khói đen. Hừ! Cố trảm hừ lạnh một tiếng, chuyển động hoành đao, tràn đầy chân khí bành trướng ra ngoài. Âm vang, một tiếng cao vút lưỡi mát thanh âm vang tận mây xanh, cái kia thanh đoạn thương xoay tròn lấy bay ra ngoài. liền tại cái kia trong nháy mắt, không trung đột nhiên xuất hiện một cái trung niên hán tử, bắt lấy cái kia một thanh đoạn thương từ trên trời giáng xuống, nhất thương hướng cố trảm nện xuống đến. Cố trảm nhanh chóng tránh đi, trở tay một đao tích ra, cái kia trung niên hán tử nện cái không, đầu thương rơi tại trên mặt đất, một cái cực lớn hố sâu xuất hiện, đồng nhất thời gian, hắn trở tay từ trên lưng lại gỡ xuống một thanh đoạn thương ném hướng về phía cố trảm hoành đao. Đao thương đụng nhau, phát ra tâm vang một tiếng nổ mạnh. Hỏa hoa văn khắp nơi thời điểm, Cố Trạm Hoành Đao trực tiếp băng toái một cái lỗ hổng. Cả người không tự chủ được lùi về sau vài bước, có chút hoảng sợ nhìn hướng cái kia đoạn thương khách. Hắn hậu thiên cảnh lúc tu luyện kim chung tráo, tiên thiên cảnh phía sau tu luyện thiên cương kim thân, đều là thuộc về cái loại này ngoại công, đối với lực lượng phía trên tăng phúc đều đặc biệt cực lớn, một mực đến nay, lực lượng so liều lên hắn còn cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi, ngoài trừ hiện tại này một lần, vừa mới mấy tay giao phong, mặc dù đối phương là đã chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng là, lực lượng đối đụng lên, có thể cùng chính mình đạt tới chia 5 năm. Hơn nữa, tại này hai tay giao phong sau đó, cố trạm có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương tu vi xa tại chính mình phía trên, xa không phải tề thiên du cái loại này cưỡng ép kéo phù phím tu vi có thể so sánh. Này là cái kinh địch. Bất quá, ngay tại cố trảm âm thầm khiếp sợ thời điểm, hắn đối diện cái kia đoạn thương khách trong nội tâm khiếp sợ so với hắn quá nặng. Nhà mình người biết nhà mình sự tình mà, hắn chính là quân nhân xuất thân, tại quân đội cái loại này mãn phu khắp nơi địa phương, lực lượng của hắn đều là phi thường hàng đầu, tu luyện được cũng là đại khai đại hợp ngành khí võ công. Ngày thường bên trong đối giang hồ chém giết, hắn chưa bao giờ gặp được qua có thể cùng hắn va chạm nhau người. Nhưng vừa mới, hắn chiếm cứ lấy đánh lén tiện lợi, tu vi cũng là vượt xa cố trảm, cư nhiên cũng chỉ có thể cùng cố trảm liều một cái chia năm năm, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin. Hắn chặt chẽ nắm hai thanh đoạn thương, cảm thụ cánh tay truyền đến từng đợt cảm nhận sâu sắc, nhìn về phía cố trảm ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là đương nhìn đến cố trảm toàn thân đều là tổn thương lúc, trong lòng kinh hãi càng lớn. Hắn hơi hơi lùi về sau vài bước. Đem tề thiên du hộ tại sau lưng thiên du ngươi không có chuyện a à. liền tại này lúc đại môn bên ngoài thành dương hầu thế tử lăng tỉnh vội vã và chạy vào đồng thời còn có một đội thân vệ đem tề thiên du hộ tại trung gian lăng tỉnh vội vàng nâng lên bên trong thương sụi lơ tề thiên du vẻ mặt khẩn trương nói thiên du ngươi thế nào có nặng lắm không đều quái ta tới đã chậm hại ngươi bị nặng như vậy tổn thương vừa nói lăng tỉnh vội vàng lấy ra một bó to đang dược uy cho tề thiên du cái kia một bộ tư thái, quả thực chính là lục phủ ngũ tạng lo lắng, muốn không biết rõ còn cho rằng Tề Thiên Du là hắn thân nhi tử một dạng đâu. Tề Thiên Du ăn mấy hạt đang dược. Nhổ ra một ngụm đẫm máu, khí tức yếu ớt đứng lên tới, nhìn hướng cố trạm ánh mắt bên trong tràn đầy thù hận, âm thanh lạnh lùng nói, cố trạm, hôm nay cái này cừu oán kết xuống, ngươi chờ, không được bao lâu ta sẽ nhượng ngươi ân hận hôm nay cử động, ta muốn nhượng ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cả đời đều sống ở hối hận bên trong. Dứt lời, Tề Thiên Du chậm rãi quay người liền chuẩn bị ly khai. Liền tại này lúc, điều chỉnh một chút khí tức cố trảm âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể còn sống ly khai ư? Tề Thiên Du hơi sững sờ. Hư lạnh một tiếng không có nói chuyện. Lăng tỉnh sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, cố trảm, ngươi còn muốn đương bản thế tử mặt giết bản thế tử huynh đệ ư? Ta nói cho ngươi, cố trảm, nếu như không phải bởi vì ngươi có cẩm y vệ tầng một cẩu gia hất lên, liền ngươi thương ta huynh đệ cái này một điểm, bản thế tử liền hội giết ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đã dám thương ta huynh đệ, cái này cựu oán bản thế tử liền đón lấy, bất luận giao ra bao nhiêu đại giới, ta đều hội đem ngươi tầng này cẩu gia bới, đến lúc đó, không có cẩm y vệ thân phận. Liền là ngươi tử kỳ, ta lăng tỉnh nói đến làm đến cố trảm lường lăng tỉnh nhất nhãn, cười lạnh nói, được rồi, lăng tỉnh, đừng tại ta trước mặt diễn kịch, có ác tâm hay không, không liền là tưởng tại tề thiên du trước mặt bán cái hảo ư. Cũng liền hắn loại này ngu xuẩn sẽ tin, nếu như không phải hắn sau lưng có cái tề bách du, ngươi lăng tỉnh hội nhìn nhiều nhất nhãn hắn loại này phế vật ư. Còn tình nghĩa huynh đệ, ha ha, cũng chính là tề thiên du ngu xuẩn đến không có điểm tự mình nhận tri, hội cho rằng ngươi nhìn trúng hắn cái phế vật này cố trảm, ta nhất định muốn giết ngươi. Bị cố trảm dừng lại nhục nhã. Tề thiên du trong mắt đều nhanh toát ra phát hỏa. Lăng tỉnh sắc mặt cũng là phi thường khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, cố trảm, ngươi là tại tìm chết. Chết ngươi cha. Cố trảm mắng to một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh liễu diệp phi đao rời khỏi tay, phản phất ngày xuân bên trong sấm sét bỗng nhiên nổ vang, phi đao phá vỡ không gian, trực tiếp chạy về phía lăng tỉnh cái kia trong nháy mắt, cái kia đoạn thương khách nhanh chóng huy động đoạn thương muốn đón đỡ phi đao, nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến phi đao lúc, phi đao đột nhiên một phân thành hai, một thanh phi đao lại một lần nữa lách qua thẳng hướng lăng tỉnh. Thế tử cẩn thận. Đi theo lăng tỉnh bên người một cái hạt bào lão giả nhanh chóng ra tay, trực tiếp dẫn theo lăng tỉnh phi thân nhảy lên tránh né phi đao, gặp. liền tại cái kia lão giả mang đi lăng tỉnh trong nháy mắt, đột nhiên trong lòng trầm xuống, mặt lộ vẻ kinh hoảng biến sắc, chui này phi đao, đột nhiên tại không trung chuyển một chỗ ngoặt, hóa ra một đạo duyên dáng biên độ, một đao cắm tại hoảng sợ bên trong tề thiên du trên cổ, phốc phi đao xuyên thủng ít hầu, lưu lại một cái hồng điểm tại trên cổ. Tề thiên du thân thể rung lên, há to miệng, lại tất cả đều là tiên huyết bừng lên. Ngăn chặn cổ hồng của hắn. Ách. Ách. Bọc máu từ trong miệng dũng mạnh tiến ra. EXP ba vạn tại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt, Tề Thiên Du mang theo mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc, âm âm ngã xuống. Chương 132, huyền giáp trọng kỵ lại xuất hiện. Làm thi thể ngã xuống trong nháy mắt, tề thiên du cổ bên trong tiên huyết lúc này mới phun sái ra đến. Lăng tỉnh vẻ mặt mờ mịt nhìn xem tề thiên du thi thể, kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng qua tới phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét cố trảm ta muốn giết ngươi cả nhà a à, a à. lăng tỉnh cả người đều sắp điên cũng không phải hắn thực đem tề thiên du đương thành nhà mình huynh đệ mà là bởi vì tề thiên du thân phận nếu như là tại hôm nay phía trước tề thiên du chết hắn đều sẽ không quá để ý có thể tại minh bạch hắn phụ thân an bài sau đó hắn liền biết rõ tề thiên du đối bọn hắn thành dương hầu phủ có bao nhiêu trọng yếu tề thiên du đại biểu không phải một cái hữu danh vô thực thanh niên tại tuấn mà là thiên kiếm minh là kiếm hồn tề bách du cũng là hắn thành dương hầu phủ loạn thế mưu đồ bên trong rất trọng yếu một khâu có thể hiện tại tề thiên du chết chết tại một cái hắn chưa bao giờ dùng con mắt nhìn nhiều qua một tiểu nhân vật trên tay lấy hắn thành dương hầu phủ thế tử thân phận hắn là thật chưa bao giờ đem cố trạm phóng tại trong mắt cũng không xứng hắn nhiều coi trọng tuy nhiên cố trạm võ đạo thiên phú không tồi có thể phóng tại Vân Châu, dạng này không ít người, chừng 20 tuổi thành tựu đạo cảnh đều không ít, một cái cố trảm, một cái không có chút nào bối cảnh cẩm y vệ, cũng hoàn toàn chính xác không có tư cách nhượng hắn xem trọng. Nhưng liền là như vậy một cái hắn căn bản không có phóng tại trong lòng tiểu nhân vật, một cái hắn cảm thấy ti tiện đến bụi bặm bên trong người, hỏng hắn thành dương hầu phủ một khâu mưu đồ. Ngươi thật đáng chết a à? Lăng tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dạng này ti tiện đồ vật, như thế nào xứng còn sống giết hắn cho ta giết hắn đem hắn phanh thay xé xác băm thành thịt nát a à. lăng tĩnh hiện tại thật sự rất ân hận thật không nên lòng tham nghĩ đến đã có thể nhượng tề thiên du quy tâm lại có thể không ảnh hưởng hắn lần này tới lâm giang thành cái khác kế hoạch hắn không có đến một lần liền hạ lệnh giết cố trảm, chính là vì tiếp tục áp dụng cùng bạch liên giáo kế hoạch có thể hiện tại chủ yếu nhất tề thiên du chết cái này ý vị bọn hắn chẳng những không có biện pháp lôi kéo thiên kiếm minh ngược lại khả năng bị tề bách du ghi hận lên không duyên cớ dựng thẳng một cái đại địch hắn cũng hận a à, đồng thời cũng ân hận bởi vì thành dương hầu phủ có chính mình mưu đồ cho nên lăng tỉnh lần này tới lâm giang thành không có điều động đạo cảnh đại tu hành giả đã bởi vì đại tu hành giả thưa thớt cũng là bởi vì không dẫn lên những người khác cảnh giác nhưng tiên thiên võ giả còn là không ít ngoại trừ hai cái tiên thiên cửu trọng cao thủ bên ngoài mặt khác tiên thiên võ giả cũng có mười mấy, dạng này một chi lực lượng đến vây giết cố trảm là dư xài, mặc dù nơi đây là cố trảm địa bàn, nhưng là, địa đầu xa tại quá gian lông trước mặt cũng không có khả năng lật được thân, mặc dù là tại thiên hộ sở đều có thể trực tiếp trùng sát. Lại bởi vì nhất niệm chi kém, những tề thiên du chết tại nơi đây. Giết hắn, giết hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết cố trảm. Dẫn theo cố trảm đầu người đi giao cho tề bách du, không nói lôi kéo thiên kiếm minh, nhưng chí ít có thể tiêu trừ tệ bách du cựu hận. Theo lăng tỉnh cùng loạn gào thét, hắn một đám thân vệ lập tức liền nhau nhau chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, liền tại này thời điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi lắc lư, từng đợt khủng bố tiếng vó ngựa truyền đến, sơn trang tường trực tiếp sụp, một đạo hát sắc hồng lưu cùng cùng mà đến, phản phất sóng lớn giống như muốn thôn vệ phương này thiên địa. Đó là gần trăm vị mặt hát sắc trọng giáp kỵ binh, tại này một đội kỵ binh trước mặt. Hết thảy chướng ngại đều phản phất kính hoa thủy nguyệt trực tiếp bị nghiền nát, âm 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 âm, đại địa đang rung rẩy, thiết kỵ tại công kích. Huyền giáp trọng kỵ, làm sao có thể? Lăng tỉnh khiếp sợ nhìn xem cái kia một đội đem cố trảm hộ tại sau lưng thiết kỵ, trên mặt tất cả đều là không che giấu chút nào khiếp sợ. Hắn đến Lâm Giang Thành sau đó, cũng nghe nói qua Lâm Giang Thành phía trước không lâu xuất hiện qua một chi kỵ binh hạng nặng, nhưng hắn cũng không có quá phóng tại trong lòng, bởi vì hắn biết rõ Dương Doãn Chi người này, có điểm bối cảnh, nhân mạch rất trọng, quân đội cũng có hảo hữu. Cho nên, có người phái kỵ binh bảo hộ cũng bình thường, có thể hắn không có tưởng đến này vậy mà sẽ là huyền giáp trọng kỵ. Lâm Giang thành loại này địa phương, có thể nhận thức huyền giáp trọng kỵ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể minh bạch huyền giáp trọng kỵ hàm nghĩa người, tuyệt đối không có, mặc dù là tại vân châu có thể biết huyền giáp trọng kỵ hàm nghĩa người đều không có mấy cái lăng tỉnh biết rõ cho nên hắn kinh sợ thiết kỵ đằng sau cố trảm châu mày này là hắn lần thứ hai nhìn thấy huyền giáp trọng kỵ lần trước là ở giết lục đại thế gia thời điểm cái này huyền giáp trọng kỵ thoáng hiện một lần sau đó liền biến mất hắn biết rõ tử gian kế hoạch cho nên một mực cho rằng là quân đội phái tới bảo hộ dương doãn chi một chi kỵ binh hạng nặng có thể hiện tại, nhìn đến lăng tỉnh kinh ngạc biểu lộ, hắn biết rõ, khả năng chính mình đánh giá thấp cái này chi kỵ binh ý nghĩa, cũng đánh giá thấp dương doãn chi thân phận. Đại nhân, ngài thế nào? Liền tại này lúc, Vinh Diệt Sơ từ ngoài viện chạy tới, vội vàng cho cố trảm truyền đạt mấy hạt đang dược. Cố trảm thôn phục đang dược nhanh chóng điều dưỡng chân khí, do hỏi, những này kỵ binh là chuyện gì xảy ra? Vinh Diệt Sơ vội vàng nói, ta vốn là ở triệu tập các đại bang phái người chuẩn bị vây giết Vân Châu những cái kia đào tẩu võ giả. Kết quả phát hiện lăng tỉnh mang người tới, ta lo lắng xảy ra chuyện, liền đi mời Dương Tri Phủ. Cố trạm nhíu nhíu mày. Liền tại này thời điểm, sơn trang bên ngoài, Dương Doãn Chi chậm rãi đi đến. Một đoạn thời gian không gặp, hắn thân hình lại câu lũ một ít, trên đầu tóc trắng hầu như dính một nửa, nhưng còn là cái kia trước sau như một thông dông đạm định hắn không nhanh không chậm đi tới đến, hướng lăng tỉnh chắp tay, nói, lăng thế tử, chuyện này như vậy chấm dứt, ngươi trở về đi. Dương Doãn Chi Lăng tỉnh hít mắt, cơ hồ là một chữ dừng lại hô lên Dương Doãn Chi danh tự. Chậm rãi nói ra, bản thế tử ngược lại là coi thường ngươi, lại có thể nhượng huyền giáp trọng kỳ xuất hiện tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, thế nhân đều nói ngươi bị đuổi ra khâm thiên giám là cái chê cười, nhìn tới, đều là ngươi cố ý gây nên. Dương Doãn Chi khẽ cười cười, nói ra, Lăng Thế Tử nếu như biết rõ cái này huyền giáp trọng kỳ ý nghĩa, vậy ngươi nên biết rõ, chỉ cần ta tại nơi này, cố đại nhân ngươi liền không thể giết, ngươi đi đi, chính là ngươi phụ thân biết rõ, cũng sẽ không trách tội ngươi. Lăng tỉnh hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn bảo vệ hắn. Ta là không thể giết, nhưng là, những người khác có thể giết, Dương Doãn Chi, ngươi xác định ngươi muốn than cái này quán vũng nước đục ư tề bách du là cái gì thân phận ngươi nên biết rõ thiên kiếm minh minh chủ vân châu đệ nhất đại tu hành giả ngươi giữ được sao dương doãn chi khẽ cười cười nói ra lại cường đại tu hành giả cũng cuối cùng chỉ là đại tu hành giả ta ừ con tráo được tốt hảo 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 tốt một cái khâm thiên dám bại hoại dương doãn chi lăng tỉnh âm thanh lạnh lùng nói bản thế tử hôm nay xem như thêm kiến thức ngươi thật giỏi vừa nói lăng tỉnh nhìn về phía cố trảm hừ lạnh một tiếng nói ra cố trảm hôm nay coi như ngươi vận khí tốt bản thế tử cũng muốn nhìn xem dương doãn chi có thể hay không hộ ngươi cả đời ngươi chờ à bản thế tử sớm muộn gì có một ngày lòng chết ngươi không ta muốn nhượng ngươi biết cái gì là sợ hãi cái gì là ân hận ta sẽ đem người bên cạnh ngươi từng cái giết hết nhượng ngươi tại cô độc bên trong chậm rãi chờ đợi tử vong dứt lời lăng tỉnh xoay người nói người tới theo bản thế tử đi cẩm y vệ, trước hết giết hắn một nửa hả hả giận. Chương 133, Giết Thế Tử Ha 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 Lăng tỉnh tùy ý kiêu ngạo cười lớn, nói ra, Dương Doãn Chi, ngươi có thể hộ được bao nhiêu người, các ngươi có thể đi tham ta à, đi kinh đô cáo ngự hình dáng đều có thể à, nhìn xem ta hội chịu đến cái gì trừng phạt. Lăng tỉnh cười lớn, nhìn về phía cố trạm nói, à, quên, ngươi cái này tên nhà quê khả năng nghe không hiểu, cái kia bản thế tử liền cố mà làm nói cho ngươi một cái chân tướng, ngươi thiên hộ sở những cái kia thủ hạ tâm phúc, bản thế tử liền tính là giết một cái tinh quan, ta cũng sẽ không có bất kỳ sự tình, bọn hắn chết vô ích. Ngươi chỉ có thể nhìn. Bản thế tử vốn là không tưởng làm như vậy, nhưng đều là ngươi cái này ti tiện tên nhà quê bức, bản thế tử hiện tại cái gì đều không tưởng, ta cũng chỉ nghĩ ra khẩu khí, thế nào, là không phải rất không phục, không có quan hệ, ngươi yên tâm, rất nhanh liền hội đến phiên ngươi, ha ha ha. Lăng tĩnh không kiên nể gì cả cười lớn. Cố trạm tóc xỏa, tóc phía dưới, trong mắt ánh mắt thập phần lạnh lùng, hắn chậm rãi nói, lăng tĩnh còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên đến Lâm Giang Thành lúc, lão tử cho ngươi nói qua cái gì ư? Ư. Lăng tỉnh hơi sững sờ. Liền tại cái kia trong nháy mắt cố trảm trong tay một thanh phi đao rời khỏi tay, cái kia trong nháy mắt, thái dương tự hồ trong nháy mắt bị mây đen che lại, quan minh dĩ nhiên bại lui, vô tận hắc ám sắp sự chiếm lĩnh cả phiến trời xanh, lá cây tự hồ da tóc héo rũ, bụi bầm phản phất trong nháy mắt định dạng, tử vong khí tức tuôn ra cuối cùng cái kia một tia rung động. Đó là một thanh muốn mệnh phi đao, đó là địa giai võ công, liễu diệt phi đao thuộc đại thành một đao, đó là đạo lực lượng, đó là sát sinh khí tức. Thế tử mau lui lại cái kia tay cầm hai thanh đoạn thương trung niên hán tử một cái lắc mình đi vào lăng tỉnh trước mặt. Hai thanh đoạn thương hợp hai làm một, nhất thương đâm ra, thương trên thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa diễm mảnh hổ gào thét mà đi, là thương, là hỏa, là hổ, cái kia đã một đầu hỏa diễm mảnh hổ, cái kia cũng là một thanh cực lớn trường thương, chỉ là, mảnh hổ xuống núi lúc, lại phản phất đụng lên không thể vượt qua lực lượng, tùy ý nó dốc sức liều mạng gào thét cũng tại không ngừng mà bị nghiền ép, hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán, mảnh thú phát ra. Gào thét, đó là thiên địa nguyên khí quy luật áp bách, trường thương xuất hiện không ngay ngắn hoặc khúc. Còn tại không ngừng mà bị nghiền ép. Phát sinh rất nhiều, nhưng trở về hiện thực, cái kia vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, bành, một tiếng nổ mạnh, trường thương đoạn, xì, si, một tiếng vang nhỏ, phi đao xuyên phá cái kia đoạn thương khách lồng ngực, nhẹ nhàng chà phá lăng tỉnh mặt, gào thét mà ra. EXP từ năm vạn. Giữa thiên địa, một phiến yên tĩnh, cái kia đoạn thương khách như là thiết tháp giống như thân thể đảo tại trên mặt đất, lăng tỉnh ngay ngốc đứng tại nơi đó, trên mặt vết đao có tiên huyết tràn ra tới, nháy mắt sau đó, lăng tỉnh phát ra một tiếng cùng loạn gào thét, dương doãn chi. Ngươi nhìn đến, là tên tiện chủng này chính mình lại tìm chết, ngươi còn có lý do gì che chở hắn, giết cho ta. Đại viện bên trong, dương doãn chi cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới cố trảm vậy mà hội gan to bằng trời đến muốn giết lăng tỉnh lăng tỉnh vì tề thiên du giết cố trảm hắn có lý do ngăn trở bởi vì cố trảm là quan tề thiên du là người giang hồ hắn đối cố trảm ra tay chính là tập kích quan viên cố trảm giết hắn không gì đáng trách có thể hiện tại cố trảm đối lăng tỉnh xuất thủ hắn liền không có bất luận cái gì lý do lại ngăn cản lăng tỉnh giết cố trảm giết lăng tỉnh gào thét lập tức cái kia một mực hộ tại lăng tỉnh bên cạnh hạt bào lão giả dưới chân điểm một cái, tại không trung xuất hiện vài đạo hư ảnh cuối cùng tụ hợp thành một đạo, một chưởng đánh về phía cố trảm. Cố trảm nhanh chóng tránh né lùi về sau, trong tay xuất hiện một thanh phi đao, cái kia trong nháy mắt, một đám vây giết mà đến thành dương hầu phủ tiên thiên võ giả đều kìm lòng không được toàn thân rung lên, cố trảm một đao kia, cho bọn hắn lưu lại tâm lý bóng mờ quá lớn, cái kia đoạn thương khách thế nhưng tiên thiên bên trong nổi trội nhất một nhóm kia người, thậm chí ngay cả vẻn vẹn chỉ là ngăn cản đều làm không được. Cho nên, đường cố trảm trong tay lại xuất hiện một thanh phi đao lúc, bọn hắn trong nội tâm đều đột nhiên mấy động, một hồi tâm quý. Chỉ có cái kia hạt bào lão giả khinh thường hừ lạnh nói, đừng bị hắn hù dọa, tiểu tử này một thân chân khí đều chính mình đã tiêu hao hết, căn bản liền dùng không được cái kia phi đao. Lập tức, một đám võ giả đều phản ứng qua tới, như vậy phi đao, vẹn vẹn chỉ là tiên thiên tu vi, làm sao có thể còn có thể phát ra đao thứ hai đến, lập tức, mọi người nhanh chóng tập sát mà đến. Cố trảm lại một lần nữa sau này bay vọc mấy trường, nhìn qua đuổi giết mà đến cái kia một đám võ giả. Bình tĩnh trên mặt. Lộ ra một luồng cười lạnh, sử dụng 10 vạn EXT liệt dương công thăng cấp tới tầng thứ 8, trước mắt cảnh giới đề thăng tới tiên thiên bát trọng. Sát na chi gian, vốn đã trống rỗng đan điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một cổ tràn đầy chân khí, nhanh chóng từ đan điện chảy ra, một cách tự nhiên chảy về phía tất cả xương cốt tứ chi kỳ kinh bát mạch. Từng sợi chân khí tự thân thể bên trong tàn sát bừa bãi mà ra, cố trảm trong tay phi đao rời khỏi tay, trên mặt đất phế mảnh trong nháy mắt cuồn cuộn chấn động, từng khối sàn nhà thấp thỏm lo âu chấn động. Vô số ngói phiến bồng bềnh hạ xuống, ngọn cây kinh hoảng tránh né, hình thành một đạo trống rỗng, nhìn không thấy đau, liền tại này đạo không trong động đi về phía trước. Một đau kia, vô thanh vô tức, cái kia đuổi giết mà đến hạt bào lão giả ngạc nhiên trừng lớn con mắt, đồng nhất thời gian, nhiều cái tiên thiên võ giả đều làm ra động tác giống nhau, bọn hắn đều không hiểu dừng lại, sau đó chậm rãi cúi đầu, bọn hắn lồng ngực đều mở ra một đóa hoa, một đóa huyết sắc hoa, hoa phía sau là một cái hố, cái kia động, từ lồng ngực xuyên thủng sau lưng. O O O N O O O N O O O N, -o -o -n không khí bên trong. Còn có một thanh tràng đầy tiên huyết phi đao tại vù vù, chấn động tần suất vô cùng cao, lay động ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ, tại không trung kéo lên một cái duyên dáng nửa vòng tròn rơi vào cố trảm trong tay, tại không trung lưu lại một đạo huyết sắc cầu vòng. Âm 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 âm. Từng tiếng nổ mạnh, một cụ cổ thi thể âm âm ngã xuống, tóe lên dài đằng đẵng bụi bậm, trên mặt đất chảy ra róc rách máu chảy một đau kia, giết một đống tiên thiên võ giả, một đau kia, giết được thiên địa yên tĩnh, một đau kia, giết được lăng tĩnh vong hồn đại mạo, cái kế tiếp, nên ngươi. Cố trảm chỉ chỉ lăng tĩnh. Cái kia trong nháy mắt, lăng tĩnh toàn thân băng lãnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đi đứng như nhũng ra, hơi hơi lùi về sau vài bước, lại bị một khối gạch vấp ngã xuống đất, hắn thất kinh, hét lớn, giết. Nhanh giết hắn, nhanh một đám hộ vệ đều rất hoảng sợ, nhưng mà, cố trảm cũng không có nhượng bọn hắn hoảng sợ quá lâu, hắn đưa tay dò ra, đem một thanh khảm đao hút vào trong tay, thân như quỷ mị giống như trùng sát mà đi, từng tiếng kêu trên im bặt mà dừng, từng khỏa đầu người bay lên, từng đoàn từng đoàn huyết vụ phun như mưa, trên mặt đất tràn đầy tàn chi đoạn tí. Máu chảy thành sông. Lăng tỉnh ngồi liệt tại trên mặt đất, hoảng sợ muôn dạng, không ngừng lùi về sau, toàn thân đều run rẩy lắp bắp nói ngươi không thể giết ta ta là thành dương hậu thế tử ngươi bên kia dương doãn chi cũng tại lúc này thời điểm cuốn quít hô to cố đại nhân ngươi không muốn xúc động nhanh ngừng thành một hồi đau quan thoảng qua lăng tỉnh đầu người bay vào không trung tiên huyết như mưa đầm đìa tung tóe cố trảm đầy người hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía dương doãn chi chậm rãi nói dương tri phủ lăng tỉnh vừa tới lâm giang thành ngày đó ta liền cùng hắn nói qua, vua cũng thua thằng liệu, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Chương 134, chỉ đường người một Thế tử Lăng thế tử Tại sát na sau đó yên tĩnh phía sau, sơn trang bên trong trở nên sôi trào, những cái kia đến từ Vân Châu võ giả cùng với thành dương hầu phủ những hộ vệ kia còn sống cũng có không ít, bọn hắn đều tại này một khắc, cảm giác trời sập, không vẹn vẹn là bọn hắn. Thiên hồ sở những cái kia cẩm y vệ đã lâm gian thành những cái kia giang hộ ban phái người cũng đều tại này một khắc cảm giác đến một loại thật sâu sợ hãi. Đây chính là thành dương hầu thế tử, thành dương hầu thân nhi tử A. Thành dương hầu là cái gì nhân vật? Toàn bộ vân châu đỉnh cao nhất nhân vật, phóng mắt toàn bộ thiên hạ đều là đỉnh cấp nhân vật, thủ hạ quân đội đều là mấy chục vạn, toàn bộ vân châu lớn nhất mấy cái cự đầu một trong bất luận là quan phương còn là giang hồ thế lực cái kia đều là có thể cấp cao nhất tùy tiện dậm chân một cái đều có thể nhượng vân châu rung chuyển tồn tại hiện tại hắn đích tử chết tại nơi này đây chính là thế tử a tương lai thành dương hầu tại cái kia trong nháy mắt rất thanh tĩnh người là vinh diệt sơ sắc mặt hắn tái nhợt hít sâu một hơi từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu trực tiếp kéo vang bành đạn tín hiệu tại không trung bạo tạc. Vinh Diệt sơ hít sâu một hơi, vội vàng hướng về bên cạnh mấy cái cẩm y vệ hô, nhanh, truyền ra lệnh đi, Vân Châu tới những người kia, toàn bộ giết, một cái đều không thể lưu, nhớ kỹ, là một cái đều không thể ly khai lâm gian thành. Lập tức, một đám cẩm y vệ lại một lần nữa bắt đầu thanh toán. Dương Doãn Chi khẽ thở dài một cái, vẫy vẫy tay, huyền giáp trọng kỵ cũng xuất động. Đại nhân, tiếp cung, ngay sau đó, Vinh Diệt Sơ mang tới cố trảm hàng thiết cung cùng bao đựng tên ném về phía cố trảm. Cố trảm tâm lĩnh thần hội, đưa tay dọ ra. Một đạo chân khí bành trướng, trong nháy mắt đem hàng thiết cung cùng bao đựng tên mảnh nhập trong tay, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lăng không nhảy lên bay vào một tòa nóc nhà, dương cung cài tên, băng lãnh vũ tiễn bắn ra, vũ tiễn tại trên bầu trời bay loạn, không có bất luận cái gì quy luật quỷ tích có thể truy tìm, nhưng là mỗi một tiễn đều hồi mang đi một vị võ đạo cao thủ tính mệnh. Cố trạm đứng được cao, thấy được xa. Lúc này, yên vũ trang bên ngoài, đã bị vô số giang hồ hán tử cho vây quanh, lâm giang thành các đại bang phái có thể đằng được đi ra nhân thủ hầu như đều đến. Trực tiếp đem yên vũ trang vây quanh, khắp nơi đều tại chém giết, bất quá, có cố trảm một tiễn một tiễn thu hoạch những cái kia tu vi cao thâm võ giả tính mệnh, những cái kia vân châu võ giả cùng thành dương hầu phủ hộ vệ cũng không có có thể lại nhấc lên bao nhiêu sóng gió tại từng đợt tiếng kêu trên bên trong yên vũ trang tràn ngập tại nồng nặc huyết tinh vị bên trong thật lâu tiếng gió dần dần bắt đầu lắng lại chỉ là cái này chỉ là ngoài mặt lắng lại nhưng là hơi tầng thứ cao một điểm người trong lòng toàn bộ đều che bóng mờ liền ví dụ như các đại bang phái cao tầng cùng với cẩm y vệ bên trong cao tầng bọn hắn đều cảm giác đến một loại mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Rách mướp đại viện bên trong, đường cố trảm từ nóc nhà bay xuống lúc đến, một đám ban phái cao tầng đều nhau nhau hội tụ qua tới, Vinh Diệt Sơ cũng mang theo một đám cẩm y vệ cao tầng đi qua tới. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy sầu dung, này sự tình, đã không phải là một cái cẩm y vệ thiên hộ có thể đỉnh được trụ được rồi. Đại nhân Cố đại nhân, cái này những bang phái kia chi chủ trong nội tâm ngũ vị tạp trần, cụ thể là cái gì lại không thể nói đến, ân hận a à, cũng không có gì ân hận. Bọn hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ là sợ hãi cùng lo lắng. Cố trảm nhìn một chút mọi người, chậm rãi nói, bây giờ cũng không có dư thừa biện pháp, chư vị, chỉ có thể chạy nhanh dọn dẹp một chút chạy trốn, nếu như chư vị tin được, liền cùng ta cùng đi, thiên địa to lớn, ta cố trảm cam đoan, nhất định vì các ngươi đánh xuống một chỗ dung thân chỗ cố trảm uy vọng chung quy là giết đi ra mọi người tuy nhiên như cũ sợ hãi nhưng cũng an tâm không ít cái này nhưng không được a à. liền tại này lúc dương doãn chi đột nhiên đi qua tới mở miệng nói cố đại nhân bây giờ tiền tuyến chiến sự đang căng thẳng ngài đem cẩm y vệ cùng lâm giang thành các bang phái chủ yếu người phụ trách đều mang đi cái này kê minh dịch chiến sau đó cần nhưng như thế nào cố trảm hướng dương doãn chi chấp tay nói dương tri phủ sự tình ngươi đã nhìn đến, không phải chúng ta không nguyện ý thủ thành, mà là cái này lăng tỉnh lần nữa bức bách, bây giờ chúng ta có thể có biện pháp gì, liều chết liều sống thủ thành, sau đó chờ bị Thành Dương Hầu phủ thanh toán. Dương Doãn chi khẽ thở dài một cái, nói, "Ta biết rõ, cái này không trách ngươi, Thành Dương Hầu phủ." "Tính, hiện tại cùng ngươi nói những này cũng vô ích." "Bất quá, Cố đại nhân, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi." Ngươi muốn mang theo nhiều người như vậy đào tẩu là căn bản không thể nào ngươi một mực tại lâm giang thành cho nên không biết thành dương hầu phủ cùng thiên kiếm minh thực lực căn bản không có khả năng đào tẩu vân châu không có khả năng có các ngươi đặt chân chi địa mà thoát ly vân châu sợ là cũng không có khả năng thành công cố trảm hơi hơi híp mắt nói khẽ dương tri phủ ý tướng nhượng bọn chúng ta đợi chết dương doãn chi khẽ cười cười nói không đến mức không đến mức kỳ thật Ta còn là có thể lại bảo kê một chút ngươi." Cố Trạm nghi ngờ nói, Dương đại nhân có thể đối kháng thành Dương hầu. Dương Doãn chi chậm rãi chỉ chỉ những cái kia huyền giáp trọng kỵ, nói ra, Cố đại nhân biết rõ huyền giáp trọng kỵ lai lịch ư? Cố Trảm lắc đầu. Dương Doãn chi nói ra, huyền giáp trọng kỵ chính là Vân Châu Lưu hầu lúc tuổi còn trẻ đội thân vệ, bây giờ đã trở thành Lưu hầu biểu tượng, mà Lưu hầu thân phận ngươi nên có chỗ nghe thấy, không cần ta nhiều lời a. À cố trảm gật đầu. Vân Châu chính là hạ quốc lớn nhất quân trấn một trong, mà Lưu Hầu chính là duy nhất có thể cùng thành Dương Hầu kệ vai sát cánh quân đội cự đầu. Tay cầm mấy chục vạn trượng binh. Cố trảm hiện tại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Doãn Chi vẹn vẹn chỉ là một cái tri phủ, vậy mà có thể cùng Lưu Hầu dạng này đại nhân vật có như thế sâu gút mắt, liền đội thân vệ đều điều tới. Dương Doãn Chi chậm rãi nói, cố đại nhân cũng là không cần kinh ngạc, tuy nhiên ta chỉ là một cái nho nhỏ tri phủ, nhưng là, lão sư ta chính là Vân Châu Khâm Thiên giám giam chính. Cố trảm lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc. Khâm Thiên Giám là gần 20 năm bên trong đại hạ lớn nhất có quyền bính một trong cơ cấu, cũng là ở cẩm y vệ nghèo túng sau đó sinh ra. Trực tiếp cướp lấy cẩm y vệ lớn nhất quyền hành, giám sát thiên hạ đủ loại quan lại. Vân Châu Khâm Thiên Giám giam chính, cái kia liền là Vân Châu Khâm Thiên Giám người đứng đầu, phóng tại vân châu cái kia liền là quan phương cự đầu một trong không thể so với lưu hầu thành dương hầu kém bao nhiêu cố trảm nghĩ thông suốt phía trước nghi hoặc khó trách dương doãn chi cùng vạn diêm có thể định ra tử gian kế hoạch một cái cẩm y vệ thiên hộ một cái tri phủ lại có thể tham dự loại này ảnh hưởng quốc vận kế hoạch cái này vốn là một cái rất không hợp lý sự tình cũng khó trách dương doãn chi dám nói tề bách du cuối cùng chỉ là một cái đại tu hành giả loại này lời nói các loại không hợp lý sự tình hiện tại, tự hồ hợp lý. Dương Doãn Chi lại tiếp tục nói ra, cố đại nhân, cho nên, ta thật sự còn là có thể bảo kê một chút ngươi, bất quá, ngươi chuyện này huyên náo quá lớn, ta không có biện pháp ngăn trở thành Dương Hầu trả thù, chỉ có thể cho ngươi chỉ một con đường, trừ ngươi bên ngoài, mặt khác người ta đều có thể bảo vệ, dù sao, giết lăng tỉnh chỉ là ngươi, thành Dương Hầu sẽ không cũng không thể không kiên nể gì cả cho hải giận loạn sát nhân. Chương 135, chỉ đường người hai. Đương Dương Doãn Chi chuyển ra thầy của hắn tới làm đảm bảo sau đó, thiên hộ sở một đám cao tầng cùng lâm giang thành các đại bang phái người đều thật dài thở dài một hơi, cái kia khỏa treo lấy tâm rơi xuống xuống dưới. Tại cố trạm an bài phía dưới, yên vũ trang bên trong người dần dần tản đi. Dương Doãn Chi cùng cố trạm cùng nhau ly khai. Xe ngựa bên trong, một hồi trầm mặt sau đó, cố trạm hỏi, không biết dương tri phủ chuẩn bị cho ta chỉ một đầu đường gì dương doãn chi cười cười nói ra nói lên tới ta rất nghi hoặc cố đại nhân tự hồ cũng không phải rất lo lắng thành dương hầu phủ cùng kiếm hồn tề bách du trả thù lo lắng lại có lợi ích gì cố trảm bình đạm nói ta người này luôn luôn coi trọng kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết nếu như lăng tỉnh cùng tề thiên du muốn đối phó ta cái kia liền muốn làm tốt bị ta giết ta chuẩn bị về phần giết bọn hắn sẽ có cái gì đại giới đó cũng không tại ta cân nhắc phạm vi bên trong người tại này trên đời còn sống luôn lo trước lo sau cái kia nhiều không thú vị ta cố trảm hành sự liền cầu thống khoái về phần trả thù ha ha nếu như ta dám giết người ta đây cũng làm hảo chuẩn bị có một ngày sẽ bị người giết nhưng là nếu như người nọ giết không được ta vậy cũng chỉ có bị ta giết phía trước trước mắt mà nói ta gặp địch giết địch không có vấn đề Dương Doãn Chi khẽ cười cười, nói, nếu như không chết yểu, ta cảm thấy cố đại nhân tương lai ngươi nhất định có thể trở thành danh chấn một phương cự đầu. Dứt lời, Dương Doãn Chi thở dài, nói ra, kỳ thật, dựa theo ta nguyên bản ý định, là kế hoạch kê minh dịch chiến sự chấm dứt sau đó, ta tiến cử ngươi nhập khâm thiên giám, lấy thiên tư của ngươi, đại tại bây giờ cẩm y vệ quá nhân tài không được trọng dụng. Chỉ là, hiện tại ra như vậy một việc sự tình, khâm thiên giám không có biện pháp đi, nhưng là, cẩm y vệ cũng không có khả năng giữ được ngươi, đương nhiên, Vân Châu cẩm y vệ trấn phủ tư cũng không có cái kia dũng khí đắc tội thành dương hầu. Nhưng là, ta có thể mời ta lão sư ra mặt, giúp ngươi đem quan phương áp lực khiên trụ, nhưng thành dương hầu không có biện pháp vận dụng quan phương lực lượng tới đối phó ngươi. Cố trảm nghi ngờ nói, nói như thế nào? Dương Doãn Chi chậm rãi nói, kỳ thật, nếu như ngươi không giết lăng tỉnh, hắn cũng tại lâm giang thành đãi không lâu, ta hoài nghi hắn cùng với bạch liên giáo có cấu kết, thậm chí, thành dương hậu phủ đều không sạch sẽ, nhưng là, thành dương hậu thân phận dính dáng quá lớn, ta không có tư cách nhúng tay, cho nên, chỉ có thể một mực tại âm thầm điều tra lăng tỉnh. Đã có một ít chứng cứ. Nhưng là, bởi vì hắn thân phận, ta không có biện pháp trực tiếp định tội cho hắn, thậm chí. Mặc dù là chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không có biện pháp nhượng hắn nhận tội, về phần nguyên nhân gì, cố đại nhân ngươi minh bạch bây giờ triều đình ai dương doãn chi thở dài nói bất quá hiện tại nói những này cũng không có ý nghĩa ta nguyên bản là muốn dùng những cái kia chứng cứ liên hợp lệ phong tướng quân đem lăng tỉnh đuổi ra lâm giang thành ta không có biện pháp cho hắn định tội chỉ có thể là đem hắn trục xuất không ảnh hưởng tiền tuyến chiến sự hiện tại hắn bị cố đại nhân ngươi giết ngược lại là gián tiếp vì tiền tuyến chiến sự làm ra không thể ma diệt công lao ta sẽ mời lệ phong tướng quân ra mặt, lại thông qua lão sư ta, đem những cái kia chứng cứ giao cho thành dương hầu phủ, sau đó lại cho lăng tỉnh một cái vì nước hy sinh thân mình tên tuổi. Thành dương hầu có rất nhiều cố kỵ, hắn thân phận cũng rất mẫn cảm, hắn cầm giữ binh mấy chục vạn, triều đình kỳ thật đối với hắn rất kiên kỵ, cho nên, có chút thời điểm, hắn cũng sẽ thân bất do kỹ, không có biện pháp liều lĩnh vì lăng tỉnh báo thù, chỉ ít hắn không thể thông qua quan phương đến báo thù, nếu không, Lăng Tĩnh lưu lại những cái kia thông đồng với địch chính cứ, sẽ cho hắn mang đến không nhỏ phiền toái, một cái là thông đồng với địch bị giết thế tử, một cái là vì nước khi sinh thân mình thế tử, rất tốt lựa chọn. Cố Trạm chấp tay nói, "Đa tạ Dương Tri phủ." Tuy nhiên Dương Doãn chi nói được rất bình đạm, nhưng Cố Trạm chính mình rõ ràng muốn nhượng thành Dương hầu ăn xuống cái này nghẹn, không có khả năng đơn giản như vậy dương doãn chi lão sư là tương đương với trực tiếp cùng thành dương hầu vạch mặt dương doãn chi cười cười nói ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều ngươi không có như vậy lớn mặt mũi đối với lão sư ta mà nói ngươi hiện tại thân phận còn không đủ nhượng hắn ra mặt bảo vệ ngươi chớ nói chi là còn muốn đắc tội thành dương hầu ta sở dĩ có cái này nắm chắc là bởi vì lão sư ta cùng lưu hầu vốn là bởi vì long quan thất thủ sự tình hoài nghi thành dương hầu vốn liền đã đến đối chọi tương đối tình trạng, bất quá bây giờ bọn hắn cũng cầm thành dương hầu không có biện pháp, không có khả năng bắt được thành dương hầu thực chất chứng cứ. bọn hắn hiện tại có thể làm chỉ có thể là nhượng thành dương hầu nhiều mấy phần kiên kỵ, ít nhúng tay bây giờ chiến sự, mà ta nơi đây nọc lên lăng tĩnh lưu lại một ít chứng cứ, xem như áp chế thành dương hầu một ít thể đánh bạc, mà bảo vệ ngươi cũng chỉ là thuận tiện, nếu không có như thế ta còn thật không có nắm chắc nhượng lão sư ra mặt bảo vệ ngươi. Cố trảm bừng tỉnh đại ngộ, nói, bất kể như thế nào, vẫn phải là đa tạ Dương Tri Phủ quan tâm. Dương Doãn Chi thở dài, nói, nếu quả thật cảm kích, ta hy vọng tương lai ngươi có thể vì cái này người không bằng cậu thế đạo làm điểm sự tình, ai, dù sao ta rất coi trọng ngươi, ta cả đời, tại Kinh Thành làm qua quan, tại Vân Châu làm qua quan, đủ loại người đều gặp qua, muôn hình muôn vẻ, đều có tương tự duy chỉ có cố đại nhân ngươi ta chỉ gặp qua ngươi một người về phần đến cùng có cái gì đặc biệt không phải ngươi cái kia khủng bố tu luyện thiên phú tuy nhiên ngươi ngắn như vậy thời gian bên trong lấy tiên thiên cảnh tu vi tu thành khu vực võ công nhượng ta rất khiếp sợ nhưng là không tính trường hợp đặc biệt cái này trên đời thiên kiêu rất nhiều này không tính là đặc biệt ngươi chân chính nhượng ta cảm thấy đặc biệt là ta cuối cùng cảm thấy ngươi cùng cái này thế gian không hợp nhau Tổng cảm thấy ngươi giống như là hành tẩu tại nhân gian, cũng không thuộc về tại nhân gian, cụ thể phản ứng. Chính là ngươi không có kính sợ chi tâm. Cái này trên đời không có kính sợ chi tâm người rất nhiều, nhưng giống ngươi dạng này đối hết thảy đều không kính sợ chi tâm người, ta chỉ gặp qua ngươi một người, dù sao, mặc dù là hiện nay thánh thượng, cũng còn có hắn nên có kính sợ, ngươi thật sự rất không một dạng. Cố Trạm rất bình đạm nghe, không có biểu lộ, cũng không có nói chuyện này là người thứ hai như vậy đánh giá hắn cái thứ nhất là cổ xuyên cái này đánh giá thật cũng không vấn đề dù sao chính mình linh hồn vốn liền không phải cái này thế giới còn bởi vì hệ thống luôn nhượng chính mình không hiểu có một loại có thể cùng toàn bộ thế giới vì địch lực lượng dương doãn chi nhìn một chút cố trảm lại khẽ cười cười nói ra về phần ngươi tại thiên hộ sở những cái kia tâm phúc cùng với trong thành các đại ban phái người ngươi cũng cứ yên tâm đi thành dương hầu liền vận dụng quan phương lực lượng đối phó ngươi đều sẽ có cố kỵ, cũng đừng xách những người này, dù sao, bọn hắn cũng không có giết lăng tỉnh, còn tham dự thủ thành có công, thành dương hầu sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đối phó bọn hắn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, ngươi cái này giết lăng tỉnh hung thủ đều không có xử lý, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản giết những người này đến cho hả giận cho chính mình gây một thân tao. Về phần thiên kiếm minh, ngươi cứ yên tâm đi, tề thiên du chết, Vốn là ngươi một người gây nên, mà lấy tề bách du người này tính cách, hắn cũng chỉ hội đuổi giết một mình ngươi đến chân trời góc biển. Cố Trạm hơi hơi híp mắt, nói ra, cho nên, Dương Tri phủ cho ta chỉ đường là cái gì? Đi Vân Tây a. À. Dương Doãn Chi nói ra, ta sẽ mời một vị tông sư bảo vệ ngươi nhất thời, cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, đương nhiên, ta cũng tin tưởng, ngươi Cố Trạm không phải một cái cần người khác bảo hộ cả đời ngươi. chương 136 đi cái kia tòa giang hồ Vân Tây. Cố Trạm hơi hơi nhíu nhíu mày. Dương Doãn Chi gật đầu, nói, "Đúng, chính là Vân Tây, lấy hiện tại tình huống, ta chỉ có thể thông qua lão sư ta bên kia giúp ngươi ngăn trở quan phương áp lực, nhưng là bất luận là Thiên kiếm minh còn là Thành Dương hầu phủ, bọn hắn tại trên giang hồ thế lực đều rất cường đại. Nếu là bọn hắn nhận được tin tức, khẳng định sẽ ở Vân Châu bố khống." Ngươi tưởng ly khai Vân Châu đều rất khó, mặc dù là có thể ly khai, lấy kiếm hồn tệ bách du tính cách, tất nhiên cũng là lên trời xuống đất khắp nơi đuổi giết. Lại thêm thành dương hầu phủ cũng tất nhiên sẽ phái đại tu hành giả đuổi giết ngươi, cho nên, ly khai Vân Châu không phải một cái lựa chọn tốt, đem ngươi gặp phải sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cho nên, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là vì ngươi tìm một cái chỗ dựa, nhưng cái này chỗ dựa giúp ngươi ngăn trở phần này áp lực, về phần về sau, liền nhìn ngươi chính mình cố trảm gật đầu dương doãn chi lại tiếp tục nói ra bây giờ đại hạ thật là bấp bênh triều đình giang thần cầm quyền đảng tranh không ngừng trực tiếp dẫn đến những năm này giang hồ thế lực càng lúc càng lớn rất nhiều địa phương thậm chí đã là chỉ biết giang hồ mà không biết triều đình vân tây chính là dạng này vân châu chủ yếu phân làm ba chỗ bắc cảnh vân đông cùng vân tây bắc cảnh liền không nói trước đây ít năm là thiên tai không ngừng, bây giờ hầu như đã hoàn toàn luân hãm tại Bạch Liên Giáo chi thủ, mà Bạch Liên Giáo lại cùng thành dương hầu phủ thật không minh bạch, ngươi đi bắt cảnh, không khác với chui đầu vào lưới. Mà Vân Đông, tổng thể mà nói, kỳ thật xem như triều đình đối Vân Châu trưởng không được tốt nhất khu vực, phía trên có thuận thiên phủ, khâm thiên giám, biên cảnh có thành dương hầu phủ cùng lưu hầu phủ. Một mực đến nay đều coi như là khá lắm rồi, mặc dù là cẩm y vệ đã nghèo túng đến tận đây, lại tỷ như chúng ta lâm gian quận những này địa phương, như cũ còn có thể có được thống trị giang hồ quyền lợi, vẫn là có thể miễn cưỡng đè ép được, quan phủ uy tín lực vẫn là bảo trì được. Nhưng là, vân tây liền không một dạng, vốn vân tây chính là tiếp giáp thanh châu, thương châu, chính là ba châu chỗ giao giới, một mực đến nay đều tương đối loạn, triều đình quản hạt lực độ có chỗ khiếm khuyết, mà theo những năm này triều đình phía trên đảng tranh không ngừng, triều đình càng ngày càng. Ai? Vừa nói đến bây giờ triều đình, Dương Doãn Chi liền không nhịn được lại dài hiếp lên tới, một hồi lâu, mới tiếp tục nói ra, bây giờ vân tây quan phủ đều chính mình không sai biệt lắm chỉ là tượng trưng tồn tại, triều đình vì trấn an vân tây càng là trực tiếp cho những cái kia đỉnh cấp giang hồ thế lực quan phương thân phận phong một ít tước vị, nhượng bọn hắn danh chính ngôn thuận có thể thay thế quan phủ thống trị vân tây Cố trảm gật đầu, loại này tình huống rất bình thường, từ xưa đến nay, rất nhiều vương triều đều làm như vậy, đương triều đình vô lực quản hạt một ít địa khu lúc. Liên hội cho địa phương đại thế lực phong cái gì quan cái gì tước vị, cũng may bên ngoài có thể duy trì triều đình mặt mũi, nghe lên tới như cũ là triều đình quản hạt, thực ra, triều đình đã không có năng lực quản lý những cái kia địa phương. Dương Doãn Chi tiếp tục nói ra, ta có một vị hảo hữu, chính là người giang hồ xưng nộ giang long vương tông sư mạc cảnh chu, hắn là một cái giang hồ truyền kỳ, xuất thân cũng không cao, chỉ là vân tây một cái tiểu gia tộc đệ tử. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, từng bước một trở thành danh chấn thiên hạ nộ giang Long Vương, xây dựng bắt đấu bang. Chính là Vân Châu Giang Hồ cự đầu một trong, trước đây ít năm, triều đình vì trấn an Vân Tây, còn cho hắn phong một cái bá tước tước vị, lại bởi vì bắt đấu bang thế lực trải rộng thương lan đạo, cho nên, triều đình lại phong hắn vì thương lan thành thành chủ. Đương nhiên hai cái này tên tuổi, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, bây giờ vân tây, triều đình vốn là vô lực quản hạt, có không có cái kia hai cái tên tuổi, thương lan đạo đều là bắt đấu ban định đoạt, chỉ là, bây giờ như vậy đến một lần, trên danh nghĩa đẹp mắt một điểm mà thôi. Ta từng du lịch vân tây lúc, cùng mạc cảnh chu mới quen đã thân dẫn vì tri kỷ. Ta cho ngươi một cái tính vật cùng một phong thơ, ngươi đi thương lan thành bên ngoài thiên đăng trấn nghĩ biện pháp nhìn thấy như một khách sạn trưởng quầy, nàng có thể nhượng ngươi nhìn thấy mạc cảnh chu, ngươi đem tín vật cùng thư tín cho mạc cảnh chu hắn hội xem tại mặt mũi của ta phía trên bảo vệ ngươi một ít thời gian cố trạm có chút kinh ngạc đánh giá một chút dương doãn chi nói dương đại nhân ta có cái nghi hoặc ngươi chẳng những có được vân châu khâm thiên dám giam chính vì lão sư còn có thể cùng tông sư dẫn vì tri kỷ ngươi dạng này người không nên là hào quang vạn trượng ư như thế nào hội tiến đến giang thành loại này tiểu địa phương còn có dương doãn chi cười cười nói còn có lăng tỉnh trong miệng khâm thiên dám bại hoại danh tiếng đúng không? Nói đến nơi đây lúc, Dương Doãn Chi trong mắt hiện lên một tia khác dạng tâm tình, một hồi lâu mới khoát tay áo, nói, cố đại nhân, ta cũng không phải sinh ra liền này thanh niên kỹ, đã từng từng có cùng ngươi một dạng xanh tươi tuế nguyệt, không khai vui đùa, ta lúc tuổi còn trẻ có thể so sánh ngươi tuấn nhiều, khi đó du lịch bốn phương, không biết bao nhiêu nữ tử vì ta chỗ khuynh đảo. Cố trảm dương doãn chi cười cười xấu hổ nói ra không nói đều là rất nhiều năm trước chuyện chỉ chốc lát sau xe người chậm rãi đứng tại thiên hộ sở đại môn phía trước lúc này thiên hộ sở bên ngoài trên đường cái những cái kia tiên huyết dấu vết còn rất rõ ràng tại ánh mặt trời phía dưới tràn ngập huyết tinh vị thiên hộ sở cửa ra vào vinh diệt sơ trần phi các loại một đám tâm phúc đều tại nơi đó yên lặng chờ đại nhân Mấy người nhìn đến cố trảm từ xe ngựa trên dưới đến, đều vội vàng vây quanh qua tới. Bọn hắn đều biết rõ cố trảm giết lăng tỉnh cùng tề thiên du sự tình, trong nội tâm đều rất rõ ràng, cố trảm khẳng định là nhất định phải ly khai lâm giang thành. Cho nên đều tại nơi này chờ cố trảm, nhưng bọn hắn đều biết rõ chuyện lần này có bao nhiêu, nói là thập tử vô sinh cũng không quá đáng, đây chính là cùng thiên kiếm minh cùng thành dương hầu phủ kết tử thù A. Cố trảm cười cười, nhìn mấy người, nói ra được rồi đừng làm tiểu nhi nữ tư thái dương tri phủ đã đem ta đường lui mưu hảo lần này phân biệt không phải sinh ly tử biệt ta sẽ trở về mấy người còn chuẩn bị nói cái gì cố trảm ngắt lời nói sĩ diện cải láo lời nói đừng nói là đều là chút đại lão gia mà trước vào đi thôi ta đi phía trước còn có chút sự tình cần bàn giao cho các ngươi cố trảm triệu tập một đám tâm phúc đơn giản bàn giao một chút thiên hộ sở sự tình sau đó liền trực tiếp ra khỏi thành. Nói thật sự, cố trảm còn thật có chút không muốn, những này tâm phúc đều là trung thành tuyệt đối, một đường đi theo hắn đi đến hôm nay, cùng nhau đối mặt qua rất nhiều địch nhân, ngày thường bên trong đã từng cùng một chỗ câu lan nghe khúc, xây dựng lên tới tình nghĩa còn thật không thấp. Bất quá, có này phân biệt, kỳ thật là cố trảm đã sớm dự liệu được, hắn không có khả năng một mực lưu tại Vân Châu loại này tiểu địa phương, sớm muộn gì đều là muốn độc hành rời đi. Chỉ bất quá là chuyện lần này có chút đột nhiên thôi, tự nhiên, cũng tới không kịp hảo hảo làm một lần cáo biệt. Lâm Giang Thành bên ngoài Vinh Diệt Sơ nắm một con ngựa, yên ngựa phía trên phóng hai thanh hoành đao cùng hàng thiết cung cùng với bao đựng tên, mặt khác trong tay mang theo một cái bao bọc đi qua tới, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một phong thơ cùng một khối ngọc bội giao cho cố trảm, nói, đại nhân, này là dương tri phủ cho ngài. Cố trảm tiếp nhận tin cùng ngọc bội phóng vào trong ngực. Vinh Diệt Sơ lại đem bao bọc đưa qua tới, nói ra, đại nhân, này bên trong có ngân phiếu cùng một ít tiền bạc. Còn có đổi tẩy quần áo, địa đồ phóng tại binh khí nơi đó. Nói nói, Vinh Diệt Sơ đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, nói khẽ, đại nhân, lần này, chỉ có thể ngài độc thân đi xa, quái học sinh vô năng, đã không thể vì ngài phân ưu, lại không thể cùng ngài đồng hành. Cố trảm vỗ vỗ vinh diệt sơ bả vai, nói ra, kỳ thật, người đã rất hảo ta trước kia cùng ngươi nói qua, người trẻ tuổi, là có thể thua nổi nhất, chúng ta có thể có lại đến cơ hội. Vinh Diệt Sơ đột nhiên cầm chặt cố trảm tay, nói ra, đại nhân, ngài chờ ta, bất luận núi cao đường xa, còn là trời cao biển rộng. Ta nhất định sẽ đến tìm ngài, ta sẽ truy tìm ngài bộ pháp mà đến. Thái Dương lặng về phía Tây, có lưu ánh chiều tà vẫy xuống nhân gian. Lâm Giang thành bên ngoài, cố trảm dục ngựa chạy như điên, yên ngựa phía trên, bên phải cắm hai thanh hoành đao bên trái phóng một thanh hàng thiết cung cùng một cái bao đựng tên bao đựng tên bên trong chứa hơn mười chi vũ tiễn hắn cõng một cái bao tại mặt trời lặn ánh chiều tà phía dưới một người một con ngựa bóng dáng kéo đến rất dài rất dài hắn hướng tay mà đi ngẩng đầu nhìn qua cái kia một vòng dần dần tay chìm mặt trời lặn cố trảm trên mặt lộ ra một luồng cười khẽ chậm rãi triệu hoán ra hệ thống, sử dụng 12 vạn EXP, liệt dương công thăng cấp tới tầng thứ 9, trước mắt cảnh giới đề thăng tới tiên thiên cửu trọng. Đang điền bên trong chân khí trong nháy mắt mênh mông rất nhiều, nhắm mắt mở mắt chi gian, cảnh giới chạy suốt tiên thiên đỉnh phong, từng sợi chân khí vậy mà dung hợp thành từng sợi thể nội như là hỏa diễm giống như chân khí, từ lỗ chân lông bên trong tán giật đi ra, cả người phản phất bị ngọn lửa bao bọc. Cái kia ngọn lửa vô hình chân khí, dần dần hóa thành hữu hình, phản phất chân thật hỏa diễm giống như tại cố trảm trong tay nhảy lên. Đây chính là đột phá đến tiên thiên đỉnh phong tiêu chí, ngưng tụ chân nguyên. Tiên thiên cửu trọng kỳ thật xem như một cái đơn độc cảnh giới, cảnh giới này là cửu trọng tới đỉnh phong, cửu trọng bắt đầu, võ giả sẽ từng bước một đem chân khí tinh luyện thuần túy, ngưng tụ trở thành chân nguyên, mà làm ngưng tụ chân nguyên lúc, chính là đạt đến tiên thiên đỉnh phong có tư cách trùng kích đạo cảnh này một cái môn hàm, ngăn cản thiên hạ chính thành cửu 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 trọng võ giả. Chỉ có ngưng tụ ra chân nguyên, mới có tư cách đem ý niệm dung nhập thiên địa nguyên khí, đi điều động thiên địa nguyên khí. Cho nên, chân nguyên là trùng kích đạo cảnh môn hàm, từ này về sau, võ giả nhảy ra đang điện trói buộc, không tại chịu tự thân hạn chế. Vốn một bước này, là phi thường khó khăn, nhưng là, cố trảm nhưng là trực tiếp một bước đúng chỗ, không thể không nói, khai quải, hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Cố trảm thu chân nguyên, nhìn nhất nhãn hệ thống giao diện, người chơi, cố trảm cảnh giới, tiên thiên đỉnh phong công pháp, liệt dương công đại thành kỹ năng, thiên vấn tam đao đại thành ảnh tiễn thuật đại thành cuồng sư quyền đại thành đạp vân bộ đại thành thiên cương kim thân đại thành cuồng phong trưởng đại thành thiên âm thối đại thành liễu diệp phi đao thuật đại thành EXP 22356. Lúc này, cái kia Tây Sơn phía trên nửa luân tà dương, đúng như sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên lúc một dạng, bao phủ gợn sóng quan huy, móng ngựa từng trận, thiếu niên phối đau đi xa. Tại cửa thành phía trước, Vinh Diệt Sơ lẳng lặng mà đứng, nhìn qua cái kia dần dần biến mất tại ánh chiều tà bên trong thân ảnh, sắc mặt hắn bình tĩnh, chậm rãi sửa sang có chút nếp uống quần áo, duỗi ra hai tay, không người cúi đầu. Mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà vẫy xuống, Vinh Diệt Sơ thân ảnh gầy gò tại ánh mặt trời phía dưới, kéo ra một đạo thật dài bóng dáng. Một chiếc xe ngựa chậm rãi từ trong thành mà đến. Đứng tại Vinh Diệt Sơ bên cạnh, rèm vén ra, bên trong người đúng là Dương Doãn Chi, hắn nhìn xem Vinh Diệt Sơ, bình đạm nói, lấy cố trảm phát triển tốc độ, người có lẽ cả đời đều theo không kịp bước tiến của hắn. Hắn từ tiến vào cẩm y vệ, đến chấp trưởng cẩm y vệ, tung hoành lâm giang quận Hắc Bạch Hai Đạo, sử dụng thời gian, cũng bất quá mới ngắn ngủi hai năm không đến, mà ngươi khởi điểm chính là vinh gia gia chủ lại chỉ có thể ở lâm giang thành lúc có tư cách đi theo bên cạnh hắn mà hiện tại ngươi nhưng lại ngay cả cùng hắn đồng hành tư cách đều không có hoặc là nói toàn bộ lâm giang thành bất luận kẻ nào cùng hắn đồng hành đều là ở liên lụy hắn dắt hắn lùi về sau ngươi cũng không ngoại lệ mà cố trảm tính cách thiên sinh liền thích hợp loạn thế mà vân tây thích hợp nhất bất quá lấy thiên tư của hắn đi vân tây liền như là hổ nhập núi rừng thanh long nhập biển ngươi lại dựa vào cái gì truy tìm được bước tiến của hắn vinh diệt sơ nhìn qua cái kia thê lương đại đạo trời chiều tại không ngừng lặng về phía tây đi kinh đô a vậy ngươi có ngươi hy vọng dương doãn chi nói ra vinh diệt sơ gật đầu không người nói đa tạ dương tri phủ dương doãn chi cười cười nói ra không cần cảm ơn ta ta tại ngươi trên thân nhìn đến ta hy vọng Nhìn đến ta cả đời này không thể hoàn thành lý tưởng tại ngươi trên thân có thực hiện hy vọng, Vinh Diệt Sơ, đừng nhượng ta thất vọng. Vinh Diệt Sơ lên xe ngựa, theo Dương Doãn chi trở về thành. Trời chiều ánh chiều tà vẫy xuống, có người ra khỏi thành, hướng phương xa mà đi, có người tiến vào thành, đuổi theo phương xa mà đi. Chương 137, mùa đông cố sự, 1 Khánh lịch năm năm đông, Vân Châu trận đầu tuyết rơi tại Bắc Cảnh, trận này tuyết tới đúng lúc, đối với Vân Châu quân đội cùng Bạch Liên Giáo mà nói, đều là một hội vừa đúng lúc, vừa mức thích hợp tốt tuyết. Vân Châu quân đội bởi vì Long Quang thất thủ, dẫn đến một mực ở vào bị động, không thể không lấy thiên dụ quan làm trung tâm, kéo ra một đầu 18 tòa thành cực dài chiến tuyến. Này chiến tuyến tuy nhiên chặn lại không ngừng công hãm Vân Châu Bạch Liên quân, nhưng là, cũng nhượng Vân Châu quân đội khổ không thể tả, tạm thời kéo đến chiến tuyến. Các phương diện chuẩn bị đều thiếu thốn, hậu cần không chiếm được bảo đảm, chiến tổn không chiếm được bổ sung, một trận đánh cho rất khó khăn. Mà hết lần này tới lần khác Long quan thất thủ phong ba còn không thể giải quyết, Vân Châu hai đại quân hầu, Thành Dương hầu cùng Lưu hầu một mực không thể đạt thành thống nhất ý kiến, càng là trực tiếp dẫn đến Vân Châu quân đội vô pháp ngưng tụ một lòng, khắp nơi bị động chịu đòn. Nhưng là, Bạch Liên giáo kỳ thật cũng không tốt qua, bọn hắn tuy nhiên lấy nhanh như chớp chi thế công hãm bắc cảnh nhưng là trước đó bắc cảnh đã thiên tai vài năm có thể nói đã sớm là một phiến hoang vu chi địa bọn hắn đánh xuống đến chẳng những phải không đến tài nguyên bổ sung ngược lại còn cần vì trấn an phía sau không thể không phóng ra tài nguyên đến mặt khác bọn hắn vốn là sớm khởi nghĩa chuẩn bị được không tính đầy đủ rất nhiều thời điểm đều dẫn đến quân đội tại phía trước đánh hầu cần tại đằng sau đuổi theo đều đuổi không kịp mà làm Vân Châu kéo ra 18 phòng thủ thành tuyến sau đó, Bạch Liên Giáo liền lộ ra càng thêm giật gấu vá vai. Như thế tình huống phía dưới, bất luận là Bạch Liên Giáo còn là Vân Châu quân đội. Đều là tại ngao, liền chờ xem ai trước chịu không được, nhưng là, ai đều không có tin tưởng, ai cũng không biết ai trước chịu không được. Mà lúc này, Vân Châu rơi một hồi đại tuyết, trận này tuyết rất lớn, lớn đến quân đội căn bản không có biện pháp duy trì liên tục thời gian dài tác chiến. Kết quả là, Vân Châu quân đội cùng Bạch Liên Giáo đều hết sức ăn ý mở ra một hội giằng có cục diện, tự hồ, phong hỏa lan yên tạm thời ngừng. Đương nhiên, người sáng suốt đều biết rõ, song phương là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Bạch Liên Giáo có Bạch Liên Giáo mưu đồ. Vân Châu quân đội có Vân Châu quân đội ý định, trận này tuyết, chỉ là vừa vặn nhượng bọn hắn tạm dừng chỉnh đốn, chuẩn bị trận thứ hai đánh cờ. Tại này đầu năm thời tiết mùa đông, phát sinh rất nhiều chuyện kiếm hồn Tề Bách Du xuất quan. Tại đi qua một năm bên trong, Tề Bách Du một mực tại bế quan, thế nhân có nghe đồn hắn tại trùng kích tông sư, cũng có nghe đồn hắn tại ngộ đạo, còn có nghe đồn là hắn tại dưỡng thương, chúng thuyết phân vân. Nhưng là, không thể không thừa nhận, mặc dù là hắn xa cách giang hồ một năm, cái này giang hồ như cũ khắp nơi đều là hắn truyền thuyết. Vân Châu Đệ Nhất Thiên Kiêu, Kiếm Hồn, Thiên Kiếm Minh Minh Chủ, những này danh hiệu tùy tiện một cái đều không có khả năng nhượng giang hồ quên hắn. Hắn, xuất quan, hắn xuất quan rất đột ngột, không có bất luận cái gì dấu hiệu, mặc dù là thiên kiếm minh bên trong những cái kia cao tầng cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khẩn cấp từ từng cái địa phương triệu tập trở về. Tại thiên kiếm minh đại điện bên trong, thiên kiếm minh một đám cao tầng lại một lần nữa gặp được vị kia có một không hai vân châu đương đại kiếm hồn, không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ là cái kia một thân rất mộc mạc thanh y trong tay cầm lấy một thanh hát sắc trường kiếm ánh mắt có chút trống rỗng mặt vô biểu tình thiên kiếm minh bên trong không thiếu có đạo cảnh đại tu hành giả có thể bọn hắn tại đối mặt với tề thiên du lúc nội tâm chỗ sâu đều không tự chủ được xuất hiện từng sợi sợ hãi cùng thấp thỏm tề bách du không nói lời nào đại điện bên trong liền mười phần nặng nề không ai dám mở miệng trước qua thật lâu tề bách du đột nhiên mở miệng nói đệ đệ của ta đi chỗ nào tề bách du thanh âm rất bình đạm nghe không ra bất luận cái gì tâm tình rõ ràng là ở hỏi thăm lại nghe không ra bất luận cái gì hỏi ngữ điệu đại điện bên trong trầm mặc thật lâu một vị đại tu hành giả đứng lên tới người nọ là thiên kiếm minh đại trưởng lão tại thiên kiếm minh bên trong địa vị gần với tề bách du tại trên giang hồ thanh danh rất lớn cũng là thiên kiếm minh nguyên lão một trong địa vị cao sùng đại trưởng lão đứng dậy chắp tay nói khởi bẩm minh chủ nhị công tử ra ngoài du lịch đoạn trước thời gian truyền đến tin tức nói hắn cùng với thành dương hầu thế tử kết giao đồng hành đi tiền tuyến bất quá minh chủ ngài có thể yên tâm bọn hắn chỉ là đi một cái tiểu thành không có cái gì nguy hiểm tề bách du trực tiếp mở miệng nói hắn chết trong nháy mắt đại sảnh bên trong một phiến tĩnh mịch rất nhiều người trong mắt đều xuất hiện khủng hoảng biểu lộ mặc dù là đại trưởng lão trong mắt cũng là không lộ dấu vết hiện lên một vẻ bối rối vội vàng nói, Minh Chủ, này làm sao hội, nhị công tử hắn chỉ là đi một cái tiểu thành, còn có thành dương hầu thế tử cùng một chỗ. Tề Bách Du chậm rãi đứng dậy, chậm rãi từ chủ vị phía trên đi về hướng đại điện, bình đạm nói, ngã đệ hắn trên thân có ta một đạo kiếm ý, bất quá, cái kia chỉ là ta sơ nhập đạo cảnh lúc lưu lại. Vân Châu rất nhiều người đều có thể phá, nhưng là, chỉ bằng cái kia một đạo kiếm ý, Vân Châu liền sẽ không có người giết hắn, cái này Vân Châu cũng sẽ không có người dám giết ta tề bách du đệ đệ, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác đi các ngươi trong miệng tiểu thành, còn là theo thành dương hầu thế tử đi, ta đạo kia kiếm ý bị phá, sau đó, hắn chết, ta cùng hắn thân huynh đệ, huyết mạch tương liên, ta có thể xác định hắn chết. Tề bách du đi được rất chậm, nói chuyện không nhanh không chậm, không có tâm tình, vô cùng bình đạm, hắn đi đến đại trưởng lão bên cạnh, bình đạm nói, cho nên ngươi có phải hay không nên giải thích cho ta một chút vì cái gì hắn sẽ cùng thành dương hầu thế tử cùng một chỗ tề bách du thanh âm rất nhẹ nghe không ra tâm tình thế nhưng đại trưởng lão lại toàn thân rung động rung lên tới trực tiếp phù phù một tiếng quỳ tại trên mặt đất âm thanh nước mắt đều phía dưới nói minh chủ ta đều là vì chúng ta thiên kiếm minh a à. bây giờ thế đạo hỗn loạn chúng ta thiên kiếm minh nắm giữ 800 dặm duy thủy chi địa là binh gia tất nhiên tranh giành chi địa chúng ta không có biện pháp chỉ lo thân mình chúng ta nhất định phải đầu nhập vào một nhà mới có thể tại này loạn thế còn sống a à. minh chủ ngài quanh năm bế quan chuyện này chỉ có thể là nhị công tử đi làm minh chủ ta đều là vì chúng ta thiên kiếm minh đại trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng trên cổ xuất hiện một đạo rất nhỏ chỉ đỏ nháy mắt sau đó cái kia chỉ đỏ nhanh chóng khuếch tán tiên huyết phun sái ra đến một khỏa đầu lâu trực tiếp bay lên dựng lên tề bách du nhìn xem cái kia quỳ tại trên mặt đất trào máu thi thể không đầu bình đạm nói ngươi không phải vì thiên kiếm minh là vì ngươi tư tâm dừng lại một chút tề bách du chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một đám cao tầng chậm rãi nói ta biết rõ các ngươi trung gian có một ít người không cam tâm thiên kiếm minh liền chỉ là một phương giang hồ thế lực các ngươi tại sau lưng đảo đi đảo lại kỳ thật ta đều không để ý thế nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên đem đệ đệ của ta cuốn tiến đến hắn là ta tại này trên đời thân nhân duy nhất nếu như không phải vì hắn cái này trên đời cũng sẽ không tồn tại thiên kiếm minh các ngươi biết không đại điện bên trong tất cả mọi người đều toàn thân căng thẳng có người thậm chí đã lạnh rung phát rung lên tới tề bách du ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài trời u ám bầu trời khẽ thở dài các ngươi đem hắn cuốn tiến đến cũng liền thôi có thể hắn chết a à, vừa mới nói xong một vị thiên kiếm minh cao tầng đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra vỏ phá vỡ chính mình cổ, tiên huyết phun, thi thể ngã xuống đất. Đồng nhất thời gian, lại có nhiều cái cao tầng đứng dậy, phốc, phốc, phốc. Chỉ chốc lát sau, đại điện bên trong, có vượt qua một phần ba cao tầng tự sát, huyết tinh vị tràn ngập, đại điện bên ngoài, đột nhiên đã nổi lên tuyết, tề bách du nghênh gió tuyết, ra thiên kiếm minh. Chương 138, Mùa Đông Cố Sự 2 Biên quan tuyết bay, dài đằng đẳng tuyết hoa đem đầy khắp núi đồi đều nhuộm được ngâm một hồi bao phủ trong làng áo bạc, binh sĩ đỉnh lấy gió tuyết tại đứng gác, băng lạnh thiết giáp phía trên có tuyết hoa tích lũy. Quân doanh chỗ sâu, một tòa doanh trướng bên trong, mấy cái tướng lĩnh đang tại nghiên cứu sa bàn, đầu lĩnh chính là một cái trung niên hán tử, đầy mặt phong sương. Áo giáp phía trên từng đạo dấu vết cùng với ám hồng sắc máu mở trệ hiển lộ rõ ràng chiến công hiển hách người này chính là vân châu hai đại quân hầu một trong thành dương hầu một cái lấy chiến công trác tuyệt nghe danh thiên hạ nhân vật truyền kỳ hầu gia một vị tướng lĩnh chỉ vào sa bàn một chỗ nói ra lần này đại tuyết ngưng chiến bạch liên giáo tất nhiên hội thừa cơ hội này bổ sung hậu cần mà nơi đây là phi thường thích hợp kho lúa đợi đến tuyết ngừng lúc chúng ta có thể trước phá hủy cái này kho lúa thành dương hầu hơi hơi gật đầu biểu lộ rất nghiêm túc nói ra đây thật là một cái hảo ý tưởng, có thể hảo hảo từ cái phương hướng nghiên cứu, bất quá, bản soái hiện tại lo lắng nhất là Triều Đình tiếp tế lúc nào có thể, Bạch Liên Giáo kéo không nổi. Chúng ta đồng dạng kéo không nổi a. À? Hừ, Triều Đình, một cái tướng lĩnh bất mãn nói, chúng ta tại tiền tuyến đánh sống đánh chết, Triều Đình những cái kia quan lão gia từng cái chỉ lo sống mơ mơ màng màng, nơi nào sẽ quản chúng ta chết sống, tiếp tế đến chúng ta nơi đây có thể có một thành tựu xem như ông trời mở mắt. Doanh trướng bên trong, lập tức trầm mặt xuống tới. Bây giờ triều đình cử động, là thật nhượng tam quân tướng sĩ thất vọng đau khổ. Nếu như không phải triều đình chậm chạp không đưa đến tiếp tế, lại làm gì đến mức cùng bạch liên giáo tại nơi này đánh đánh lâu dài. Thành Dương Hầu thở dài, nói, loại này lời nói, chúng ta nhà mình huynh để nói hai câu không sao cả, lại bên ngoài cũng chớ nói lung tung có tâm người nghe đến liền phiền toái Hừ, một vị tuổi trẻ tướng lĩnh đều thì thầm nói có ít người đánh trận không được sau lưng dở trò tranh quyền đoạt lợi ngược lại là lợi hại chúng ta hầu gia một lòng vì nước trung thành tuyệt đối lại tổng có người tưởng đem long quan thất thủ trách nhiệm quái tại chúng ta hầu gia trên thân được rồi thành dương hầu trầm giọng quát lớn loại này lời nói về sau không cho nói long quan thất thủ ta không có thể kịp lúc gấp rút tiếp viện trách nhiệm này đẩy không rơi. Dựa vào cái gì à, một cái tướng lĩnh nói ra, bọn hắn chính mình như vậy kế hoạch, hoàn toàn không có thông tri chúng ta thành dương quân, hiện tại thua liền tới quái chúng ta, đây coi là cái gì đạo lý. Liền tại này thời điểm, ngoài cửa có binh sĩ bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái khâm thiên dám giam chính tầng du đại nhân cầu kiến. Thành dương hầu nhướng mày. Doanh trướng bên trong, một đám tướng lĩnh đều biểu lộ rất khó coi lại là khâm thiên giám, thành sự không có, bại sự có dư, liền biết rõ trong ổ vượt qua. Thật sự là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Còn quản đến chúng ta quân đội tới. Hầu gia, cái này tần du luôn luôn cùng lưu hầu đi được gần, nghĩ trăm phương ngàn kế đều đang hãm hại ngài, chỉ sợ là tới người bất thiện. Hầu gia. Thành dương hầu khoát tay áo, tỏ ý một đám tướng lĩnh lưu lại, một người ra doanh trướng. Không lâu, Thành Dương Hầu tiến vào một cái tiểu doanh trướng bên trong, vừa mới tiến vào, liền nhìn đến bên trong có một cái mặt một bộ áo dài lão già tóc bạc ngồi ở chậu than nhượng, trong tay cầm lấy một căn gậy gọc gãy than hỏa. Tần giam chính, đã lâu không gặp. Thành Dương Hầu lên tiếng. Lão giả kia chậm rãi ngẩng đầu, dung nhan thanh quắc, cầm có râu theo gió đêm lướt nhẹ, trên thân khí tức lộ ra cổ nói không rõ đạo không rõ cảm giác, hắn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười chắp tay nói, nghĩ đến thành dương hầu cũng không quá hoan nghênh bản quan thành dương hầu bình đạm nói tần giam chính nói đùa bản hầu ngược lại là rất nguyện ý cùng ngươi giao tiếp chỉ là tần giam chính một mực đến nay đối bản hầu đều có chút hiểu lầm có phải hay không hiểu lầm những thời gian tới chứng minh a à? tần du đứng dậy nói ra bản quan mạo muội đến thăm là muốn cùng hầu gia nói một tiếng nén bi thương thành dương hầu trong mắt hiện lên một tia sát ý hắn nhi tử lăng tỉnh chết tại lâm giang thành tin tức này tuy nhiên còn không có truyền tới nhưng là hắn đã sớm biết rõ tần giam chính là ở nhìn có chút hả hê thành dương hầu âm thanh lạnh lùng nói tần du khoát tay áo nói hầu gia hiểu lầm bản quan là tới đưa một ít đồ vật dứt lời tần du lấy ra mấy phong thơ kiện giao cho thành dương hầu thành dương hầu tiếp nhận thư tín nhìn một chút đều là một ít lăng tỉnh bị chết đột nhiên chưa kịp xử lý một ít đồ vật. Thành Dương Hầu thu hồi thư tín, sắc mặt không thay đổi, hỏi: "Điều kiện của ngươi?" Tần Du nói ra, để nhất: "Bây giờ biên quan đại chiến tạm dừng, hầu gia, ta không hy vọng giai đoạn này, quân đội chính mình nội chiến, thứ hai, Lăng Thế Tử là vì nước hy sinh thân mình, chết trận kê minh dịch." Thành Dương Hầu trầm ngâm một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. "Đa tạ hầu gia." Tần Du khẽ cười cười, quay người đi ra doanh trướng, thân ảnh biến mất tại gió tuyết bên trong. Nhìn qua Tần Du biến mất, Thành Dương Hầu hừ lạnh một tiếng, hướng trống rỗng doanh trướng nói ra, thông tri trong phủ, đình chỉ hết thảy nhằm vào Lâm Giang thành trả thù. Doanh trướng bên trong, đột nhiên xuất hiện một hồi rất nhỏ nguyên khí chấn động. Một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Thành Dương Hầu sau lưng, chắp tay nói, "Hầu gia, thế tử chết ở Lâm Giang thành, cứ như vậy tính?" thành dương hầu hé mắt nói tần du tự mình tới tỉnh nhi lại lưu lại này sau nhiều dấu vết không có xử lý sạch sẽ chuyện này liền dừng ở đây a à. cái kia hư ảo thân ảnh do dự nói thế nhưng phu nhân bên kia như thế nào bàn giao thành dương hầu nghĩ nghĩ nói ra lâm giang thành thanh toán không được nữa tần du cái kia môn sinh đắc ý dương doãn chi ngay tại lâm giang thành lấy dương doãn chi thủ đoạn nếu như ta hiện tại cưỡng ép thanh toán hắn thật có thể đem thành dương quân khiến cho gà bay chó chạy về phần phu nhân bên kia đem cái kia giết tỉnh nhi hung thủ đầu người mang đến trong phủ là được là thuộc hạ minh bạch thân ảnh kia cung kính không người đột nhiên lại nói ra đúng rồi hầu gia cái kia không biết sống chết đồ vật gọi cố trảm hắn còn giết tề bách du đệ đệ tề thiên du nghe nói tề bách du vì báo thù tự mình ra duy thủy cái kia cố cố cái gì cố trảm đúng cái kia gọi cố trảm tiểu tử hiện tại người tại nơi nào thành dương hầu hỏi còn tại ra thân ảnh kia nói ra dương doãn chi phí trước phong tỏa tin tức mà tiểu tử kia thừa dịp cái kia đoạn thời gian chạy thoát bây giờ chúng ta đang tại bố khống đã xác định này tiểu tử hướng vân tây đi thành dương hầu trầm ngâm trong chốc lát nói ra đừng nhường tiểu tử kia thành công tiến vào vân tây nếu không vân tây bên kia rất phiền toái nếu như tiểu tử kia đã thành công tiến vào vân tây liền nhượng tề bách du đi giết ừ đúng rồi toàn bộ hành trình đều không muốn động dùng quan phủ phương diện lực lượng miễn cho lưu lại không tất yếu nhược điểm mặt khác trở về nói cho phu nhân nhượng hắn yên tâm lâm gian thành những người kia bản hầu hội thanh toán chỉ đợi thời cơ thích hợp ta nhượng toàn thành người cho tỉnh nhi chôn cùng thuộc hạ minh bạch cái kia hư ảo thân ảnh chắp tay chậm rãi biến mất Trống rỗng doanh trướng bên trong, chỉ còn lại Thành Dương Hầu một người, lặng lặng mà nhìn qua bên ngoài tung bay tuyết hoa, hắn khẽ thở dài một hơi, nói thầm nói, Tĩnh Nhi, ngươi yên tâm, có bao nhiêu tính toán nhiều ít, cha hội nhượng bọn hắn toàn bộ đều xuống dưới cho ngươi chôn cùng, chỉ là cha hiện tại không có biện pháp trực tiếp động thủ. Thành Dương Hầu nắm đấm nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Hầu, Tần Du, Dương Doãn Chi, các ngươi đều đáng chết. Chương 139, Vân Tây chi địa quy tắc. Vân Tây là một tòa rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sống dậy giang hồ, cái này khu vực có được đủ loại quy tắc, bởi vì cái này địa phương có được đủ loại cường giả, mà quy tắc đều có do cường giả chế định, bất đồng cường giả tự nhiên sẽ có bất đồng quy tắc. Bởi vậy, tại Vân Tây này phiến khu vực bên trong, bất đồng địa phương, quy tắc đều là không một dạng, bởi vậy, toàn bộ Vân Tây đều là ở vào một phiến hỗn loạn bên trong đủ loại quy tắc hỗn tạp cùng một chỗ, cái kia liền là không có chút nào quy tắc. Này tòa giang hồ bên trong. Có một tòa thành, tên là Thương Lan Thành, chính là vân tây cái này hỗn loạn chi địa khó được có cố định trật tự địa phương, bởi vì nơi đây có một vị tông sư, người giang hồ xưng nộ giang Long Vương, hắn chế định Thương Lan Thành quy tắc, kéo dài 30 năm, trải qua cái này 30 năm hung đúc, nơi đây trật tự ổn định. Chỉ là, phần này quy củ, là thuộc về võ giả quy củ cũ, cũng chính là thuộc về nắm đấm trật tự bởi vậy tại này phiến mênh mông đại tuyết phía dưới che giấu không được là đủ loại bạo lực tại loại này tình huống phía dưới rất nhiều người đều hướng tới tiến vào thương lan thành bởi vì nơi đây có toàn bộ thương lan đạo lớn nhất nắm đấm tại không ai có thể thắng được cái kia một đôi nắm đấm lúc nơi đó chính là một phiến tịnh thổ chỉ là thương lan thành cuối cùng chỉ là một tòa thành dùng không xuống quá nhiều người bởi vậy tại thương lan thành bên ngoài, xuất hiện rất nhiều hương trấn, hoặc là phồn hoa giống như gấm, hoặc là tông tộc hỗn cư, hoặc là tam giáo cửu lưu, có rất nhiều nhìn về phía tiến vào tòa thành kia, có thì là chờ đợi những cái kia hướng tới chi nhân đến. Một tòa thành, hai cái thế giới, nội thành, an bình tường hòa, ngoài thành, hỗn loạn thô bạo. Gió tuyết tàn sát bừa bãi, thương lan thành bên ngoài lớn nhất thị trấn thiên đăng trấn bên ngoài, có một cái đeo mũ rộng vành hắc y nhân nên gió tuyết từng bước một đi về phía trước, hắn nắm một đám hắc mã, tại tuyết địa phía trên lưu lại một loạt dấu chân, rất nhanh, lại bị gió tuyết bao phủ. Làm cái này hắc y nhân còn không có đến cửa vào lúc, cũng đã bị bên trong người chú ý đến. Thiên đăng trấn bên ngoài, chỉ có gió tuyết có khô cùng hoang vu, mà vẹn vẹn chỉ là một bước khoảng cách, có thể nhìn đến ở trong đó rất phồn hoa, đỉnh lấy gió tuyết lui tới người rất nhiều các loại phố xá sầm uất thương phô tử lâu cái gì cần có đều có, đường phố chi gian giao thoa tự động. Cửa ra vào có một tòa quán trà, sinh ý cũng không phải rất tốt, chỉ có mấy cái dáng người cường tráng hán tử tại nói chuyện phím, đương bọn hắn nhìn đến ngoài trấn cái kia hắc y nhân lúc, mấy người trên mặt tiếu dung trở nên càng thêm mỹ mãn. Mấy người tỉ mỹ đánh giá một phen, người nọ tuy nhiên đeo mũ rộng vành, nhưng từ thân ảnh mặt cùng với bàn tay lộ ra màu da, có thể nhìn ra được đến, là một cái phi thường trẻ tuổi người con ngựa kia rất gầy nhưng khung xương cao lớn to lớn là thất ngựa tốt yên ngựa phía trên có một thanh tối như mực cung cùng một cái bao đựng tên phẩm chất đều vô cùng không sai bên kia phóng hai thanh đồng dạng phẩm chất không sai hoành đao lại nhìn cái kia thanh niên một thân y phục có chút rách rưới vô cùng bẩn nhưng lại nhìn ra được đến chất liệu không sai tổng hợp đến kết luận cái này nên là một cái sơ xuất giang hồ người trẻ tuổi, hoặc có lẽ là hướng tới thương lan thành, hoặc có lẽ là hướng tới nghe đồn bên trong lãng mạn giang hồ. Dạng này người, tại này những người này nhìn tới, chính là một cái dê béo. Mấy người cười ha hả đi tới cửa ra vào. Ngăn tại cái kia hắc y nhân trước mặt. Các hạ, này là muốn đi đâu? Đầu lĩnh một cái hán tử hỏi. Cái kia hắc y chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo rất thanh tú, khí chất không sai, chỉ là gốc trâu cầm rất nùng, vừa nhìn liền hảo thời gian dài không có sự chữa qua, đúng là từ Lâm Giang thành một đường tận đuổi mà đến cố trảm. Một đường phía trên, hắn không có một khắc chậm trễ, bởi vì hắn biết rõ, thành dương hầu phủ cùng thiên kiếm minh đuổi giết sẽ đến rất nhanh. Bất quá cũng may, hắn độc thân một người, đi tới các loại tiểu đạo, lại tăng thêm thời gian kém, một đường phía trên ngược lại là hữu kinh vô hiểm đi tới vân Tây hắn cũng thẳng đến dương doãn chi chỉ thương lan thành bên ngoài này tòa thiên đăng trấn mà lúc này mấy cái hán tử cơ bản có thể xác định cái này là một tra đến lưu lạc thiếu gia nhà giàu không có kinh nghiệm giang hồ trời giá rét mà đông lạnh uống chén trà nóng ấm ấm thân thể a à. một cái hán tử đưa qua tới một cái tràng đầy trà hoàng dơ bẩn ly bên trong có nửa chén tràn đầy giọt nước sôi nước trà mấy người cười đùa tí tửng ánh mắt bên trong có chứa vài phần trêu tức cố trảm chậm rãi ngẩng đầu, lườm mấy cái hán tử nhất nhãn, loại này sự tình hắn thấy quái không trách. Đừng nói cái này vân tây, tự liền khi đó tại Lâm Giang Thành, loại này sự tình đều không ít thấy, những bang phái kia hỗn hỗn chuyên chọn nơi khác người lừa gạt, liền ví dụ như hiện tại loại này, cho ngươi một ly trà, uống, liền đem toàn thân gia sản cầm ra tới làm nước trà phí, nếu là không uống, cái kia liền là không cho mặt mũi, tránh không được đòn hiểm dừng lại, sau đó bị đoạt không dư thừa xu. Đương nhiên, làm loại này sự tình, thường thường đều là những cái kia rất không có thực lực tiểu hỗn hỗn ban phái, liền dựa loại này lên không được mặt bàn thủ đoàn hỗn sinh hoạt. Chỉ là Cố trảm không có hứng thú cùng những này tiểu lâu la lãng phí thời gian, lãnh đạm nói, lăng. Mấy cái giang hồ hán tử ngây ngẩn cả người, ngược lại, mấy người liền giận tím mặt, đầu lĩnh cái kia hán tử chỉ vào cố trảm, giận dữ hét, như thế nào, tiểu tử, không cho chúng ta hát hổ ban mặt mũi cái kia hán tử nói còn chưa dứt lời thanh âm im bặt mà dừng cả người đứng bất động mặt khác mấy cái hán tử có chút nghi hoặc còn không có chờ bọn hắn nói chuyện cái kia đầu lĩnh hán tử trên cổ đột nhiên phun ra một đạo mãnh liệt tiên huyết đầu trực tiếp bay lên tới rơi đến tuyết địa phía trên trên cổ xuất hiện một đạo hình thành vết cắt giết người hổ ca mấy người đều phát ra thất kinh hô to lúc này thời điểm bọn hắn mới chú ý tới cái kia hắc y thanh niên trong tay chẳng biết lúc nào cầm một thanh hoành đao mũi đao phía trên còn có một giọt tiên huyết giọt rơi xuống đến mấy người lập tức vong hồn đại mạo nơi nào vẫn không rõ hôm nay này là gặp tà đụng phải chân chính giang hồ cao thủ đại hiệp tha mạng a à. đại hiệp chúng ta liền chỉ là hỗn phần cơm ăn không có làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình a à. đại hiệp tha mạng tà phía trên có lão mẫu phía dưới có thê nhi đại hiệp, ta về sau không bao giờ còn làm loại chuyện này. Mấy người đều là giang hồ lão đầu đường xó chợ, là minh bạch nhất có được giảng được đạo lý, tại kinh hoảng sau đó lập tức bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên tới, hung hăng mà tại trên mặt đất dập đầu nổi lên đầu. Cố trảm không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo dây cương, dắt người chậm rãi đi vào trấn bên trong. Mấy cái hỗn hỗn đều thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau chi gian nhìn nhau nhất nhãn, cũng đều thập phần vui mừng, khá tốt khá tốt bọn hắn những năm này cũng không ít gặp được qua dạng này tuổi trẻ thiếu hiệp nhưng là chỉ cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ những này tự xưng là danh môn chính phái hiệp khách đều hội phóng qua bọn hắn mà các loại sự tình qua phía sau bọn hắn liền hội nhượng những cái kia giang hồ thiếu hiệp biết rõ cái gì là giang hồ hiểm ác cái gì là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng bọn hắn là địa đầu xà các gieo xuống ba đường thủ đoạn Căn bản liền không phải loại này tuổi trẻ thiếu hiệp có thể phòng được. Quả nhiên, lại là một cái tự xưng là chính nghĩa thiếu hiệp. Mấy người trong nội tâm đều bắt đầu tính toán lên tới lần này dùng cái gì độc, còn là dùng không ai kế. Nhưng mà, liền tại này lúc, bọn hắn bên tai đột nhiên truyền tới một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, hiện tại giết các ngươi sẽ không bẩn ta đấy dày, cho nên các ngươi kiếp sau còn là dài hai khóa trồng mắt a. Gió tuyết gào thét lên. Một hồi đao quang pha tạp, hỗn tạp, từng phiến tuyết hoa vỡ vụn, mấy khỏa đầu người lăn xuống tại tuyết địa bên trong. Chương 140, giết đến không người mới thôi. Gió tuyết tàn sát bừa bãi, thiên đăng trấn lối vào nằm mấy cổ thi thể không đầu, ấm áp tiên huyết chảy tới tuyết địa phía trên, rất nhanh liền trở nên băng lãnh, huyết cạn lộ ra vô cùng yêu dị cố trảm giác ngựa bước chậm đi tới, trường nhai phía trên, rất nhiều người đều quăng tới e ngại ánh mắt, phía trước vẫn tồn tại khác dạng tâm tư người đều nhau nhau thu hồi tâm tư. Loại này địa phương quy tắc chính là như thế, cường giả, liền có thể không kiên nể gì cả, cố trảm rất rõ ràng loại này trật tự, dù sao, hắn một mực đều tại cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp. Tại Lâm Giang thành cái loại này còn coi trọng luật pháp địa phương hắn đều luôn luôn là có thể giết liền không nhiều lời, huống chi đi tới loại này địa phương. Hắn càng rõ ràng, chính mình cái này một giết, chẳng những không có phiền toái, ngược lại sẽ tiết giảm ít rất nhiều phiền toái. Gió tuyết dài đằng đẵng, hết thảy đều là như vậy bình đạm, không có người nhớ rõ cái kia lối vào đã từng có mấy cái giang hồ hỗn hỗn, bởi vì không được bao lâu, lại sẽ có đám tiếp theo người tới nơi đó làm lấy đồng dạng sự tình, có lẽ, bọn hắn sẽ chết, nhưng là có khả năng một đêm phất nhanh. Sau này ngập trong vàng son thiên đăng trấn rất lớn trên danh nghĩa là một tòa thị trấn thực tế phía trên so rất nhiều tiểu huyện thành đều chỉ có hơn chứ không kém cố trảm giác ngựa lại hoa mấy lượng bạc tìm cái dẫn đường người rất nhanh liền tìm đến dương doãn chi nói cái kia như một khách sạn cái này như một khách sạn tại thị trấn tương đối dựa gần trung tâm địa phương không phải rất lớn trang hoàng cũng tương đối đơn sơ nhưng là bên trong lại kín người hết chỗ cố trảm đem ngựa giao cho tiểu nhị sau đó liền tiến vào khách sạn. Trên dưới hai tầng lầu, bất quá trên lầu là ở gian phòng. Rất yên tĩnh, dưới lầu đại đường bên trong có mười mấy trương cái bàn, toàn bộ đều ngồi đầy người. Những cố trảm nhiều lưu ý một chút chính là, cái này nhìn đi lên rất phổ thông khách sạn, đến người từng cái nhìn đi lên cương nhiên đều không đơn giản, có rất nhiều mang theo hộ vệ tuổi trẻ công tử ca nhi, có nhìn đi lên liền rất phúc hậu, cũng có chính là võ đạo cao thủ cứ như vậy một gian nho nhỏ khách sạn bên trong cố trảm liền cảm giác đến năm sáu cái tiên thiên võ giả đại đường bên trong rất náo nhiệt các bàn người đều tại lẫn nhau giao lưu có công tử ca phong độ nhẹ nhàng khí chất không tầm thường có giang hồ bên trong người hào khí cán vân diễn xuất có rất nhiều phú thương cự cổ đàm sinh ý cố trảm cảm thấy còn rất có ý tứ như vậy một nhà khách sạn nhỏ cương nhiên có thể hội tụ nhiều như vậy hoàn toàn bất đồng loại hình người hắn đeo mũ rộng vành cổng hai thanh hoành đao cùng cung tiễn đi tới nhìn đi lên phong trần mệt mỏi nhưng lại không có người chú ý hắn một cái chạy nhà tiểu nhị cười mỉm đi qua tới dò hỏi khách quan là nghĩ trọ còn là ở trọ nha cố trảm trầm giọng nói ta muốn gặp các ngươi một chút chưởng quầy vừa mới nói xong đột nhiên vốn còn rất ồn ào náo động khách sạn bỗng nhiên liền an tĩnh xuống tới vốn còn tại các loại khoác lát nói chuyện những cái kia khách nhân nhau nhau đều nhìn qua tới. Cố trảm nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn phong trần mệt mỏi đi tới không ai chú ý, lại bởi vì một câu nói kia, trực tiếp thành toàn tràn tiêu điểm, hơn nữa, quỷ dị là tất cả mọi người đều an tĩnh. Tiểu nhị kia trên mặt biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa. Cố trảm trầm giọng hỏi, có vấn đề gì không? Điếm tiểu nhị cười cười, nói ra, khách quan, ngài yêu cầu này, chỉ sợ không thỏa mãn được. Vì cái gì? Cố trảm nghi ngờ nói. Điếm tiểu nhị khẽ cười nói, bởi vì này khách sạn bên trong tất cả mọi người đều là tới thấy nhà ta trưởng quầy. Cho nên, ngài, muốn không chờ một chút. Ha ha ha. Đột nhiên, một cái giang hồ hán tử cười to lên tới, dễu cật nói, ở đâu ra mau đầu tiểu tử, cửu nhi cô nương cũng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp ư nơi nào đến tên nhà quê liền ngươi dạng này cũng muốn gặp cửu nhi cô nương một cái phú gia công tử ca xem thường nói một cái bụng phệ phú thương khẽ cười nói tiểu huynh đệ muốn gặp cửu nhi cô nương ngươi chuẩn bị cái gì bất quá xem ngươi này bộ dáng sợ là cũng cầm không ra cái gì đồ vật đã động cửu nhi cô nương trở về đi miễn cho tại nơi này mất mặt xấu hổ ha 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 khách sạn bên trong lại một lần nữa ồn ào náo động lên tới, bất quá, này một lần ồn ào náo động, đều có một cái tập trung điểm, cái kia liền là đều không ngoại lệ đều tại đối với cố trảm nghị luận âm ý. Cố trảm cau mày, nhìn về phía cái kia điếm tiểu nhị, hỏi, có ý tứ gì? Điếm tiểu nhị cười mỉm nói, khách quan sợ là không biết như một khách sạn quy củ A. Cố trảm khẽ lắc đầu. Một cái nhà giàu công tử ca nhi cười to nói, nơi nào đến tên nhà quê, Liền quy cũ đều không có làm rõ ràng Liền dám đến thấy cửu nhi cô nương Cố trảm đột nhiên quay đầu Gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành ném ra ngoài Bành một tiếng Cái kia mũ rộng vành trực tiếp khảm khảm vào cái kia công tử ca nhi trước mặt cái bàn bên trong Này một tay triển lộ ra đến Đại sảnh bên trong lập tức an tĩnh Cố trảm ánh mắt lạnh lùng Nhìn qua cái kia công tử ca nhi Âm thanh lạnh lùng nói Còn dám nói nhảm một câu liền thử xem cổ của ngươi có không có bàn này tử ngạnh. Cái kia công tử ca nhi lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái đứng dậy quát, ngươi. Bất giận, Bớt giận, xin bớt giận. Cái kia điếm tiểu nhị vừa nhìn muốn khởi xung đột, vội vàng nói ra, chư vị, nhà ta trưởng quầy đang tại nghỉ ngơi, cũng đừng quấy rầy đến nàng. Hư Cái kia công tử ca nhi hừ lạnh một tiếng chậm rãi ngồi xuống. Cái kia điếm tiểu nhị lại hướng cố trạm giải thích nói, vị này khách quan, ta cho ngài nói một chút ta như một khách sạn quy củ A, à, đại đa số người đều là tới chúng ta như một khách sạn đều là hướng về phía thấy nhà chúng ta trưởng quầy nhưng là, nhà ta trưởng quầy lập được quy củ, mỗi tháng chỉ có đầu năm, 15, 25 ba ngày này tiếp kiến một vị khách nhân, bất luận là cái gì người. Chỉ cần có thể tại này ba ngày bên trong cầm ra nhượng nhà ta trưởng quầy cảm thấy hứng thú đồ vật, vậy có thể. Đạt được nàng tiếp kiến. Tiểu nhị nói vừa xong, cái kia công tử ca nhi liền hừ lạnh một tiếng dễu cợt nói nghe đến sau tên nhà quê ngươi có cái gì tư cách thấy cửu nhi cô nương đi về nhà loại ngươi mà a à? ha 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 một vị giang hồ khách cười to nói tiểu huynh đệ nơi đây là như một khách sạn người trẻ tuổi đi muốn gặp một chút thương lan đạo đệ nhất mỹ nhân kinh thế dung nhang cũng bình thường nhưng là vẫn phải là hảo hảo cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không tư cách lại có một cái phú thương cười lạnh nói ta chuẩn bị giá trị 10 vạn lượng nam hải tử trân châu đều không hẳn như vậy có thể được đến cửu nhi cô nương tiếp kiến đâu ta chuẩn bị bạch dương tuyết liên đều không được đến cửu nhi cô nương tiếp kiến ngươi biết cái gì là bạch dương tuyết liên ư tên nhà quê cái kia công tử ca nhi chăm chọc nói lưu công tử thật đúng là kiên nhẫn a à, ngươi đã liên tục đến nhiều lần a à, lần này liền bạch dương tuyết liên loại này linh dược đều tìm tới bất quá ta ít tịch đám mây dày hoa cũng không kém khách sạn bên trong ồn ào náo động lên tới mọi người đều nhao nhao thanh tú nổi lên riêng phần mình chuẩn bị quý trọng lễ phẩm đương nhiên cũng đều thỉnh thoảng trào phúng chế dễu cố trảm một đôi lời cái kia điếm tiểu nhị cười mỉm nói khách quan chơi không ngài chờ lần sau chuẩn bị đầy đủ lại đến không cần ta đã chuẩn bị đầy đủ cố trảm bình đạm nói điếm tiểu nhị cùng cái kia một đám khách nhân đều nghi hoặc quên qua tới cố trảm hơi hơi bẻ bẻ cổ chậm rãi nói ra nếu như chỉ thấy một người ta đây liền giết được này khách sạn chỉ còn ta một người liền được rồi